Miếng vảy long thần ở trước ngực thế mà lại biến thành ba mảnh. Ê ca ca, xấu hổ quá đi. Ta mặc quần áo. Vòng xoáy huyết mạch xảy ra một số biến hóa, đả tích huyết mạch của long thần hình như tăng lên gấp mấy lần rồi. Không biết là thời gian long thần biến hóa có phải là có thể kéo dài hơn gấp mấy lần hay không. Xem ra kết quả tu luyện hôm nay rất là tuyệt. Hiệu quả của quả thiên tử của ngươi thật sự rất tốt. Thật sự mỗi người chỉ có thể ăn 3 quả thôi sao? Đúng thế, chỉ được ăn 3 quả. Hơn nữa hiệu quả của quả sau không bằng quả trước. Hiệu quả của quả sau không bằng quả trước sao? Hồ Điệp, chúng ta tu luyện ở đây bao lâu rồi? Đến trưa ngày thứ 2 rồi, không sao đâu. Cha ngày mai mới độ kiếp. Cha ngươi độ kiếp thú thần đế thiên. Đúng thế, không phải hôm qua ngươi gặp ông ấy rồi sao? Làm sao mà ta biết được? Hơn nữa ông ấy là rồng, ngươi lại là hổ mà. Ta cũng không biết đâu. Cha nói ta là thiên sinh linh chủng. Nhóc này được lắm. Vậy chú đó lại là kim nhãn hắc long vương 90 vạn năm. Là cha ngươi nói ngươi dẫn ta đến đây tìm ông ấy sao? Đúng thế, ông ấy còn bảo ta cùng tu luyện nữa. Sau đó Nam Hồ Điệp dẫn Nam Hiên Vũ quay về nơi ở của nhân loại. Ca ca, sau này ngươi sẽ quay lại thăm ta chứ? Sẽ. Đợi sau khi ta tốt nghiệp rồi nhất định sẽ đến. Cảm ơn ca ca, vậy ngươi phải quay sớm. Phải sớm quay lại nhé. Ca ca, xem nè. Hey ca ca, ngươi tu luyện đến 10 vạn năm, có thể biến thành người sao? Không phải đâu, sau khi tu luyện cùng ca ca thì có thể biến thân được rồi. Ta có đáng yêu hay không? Đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Ca ca xấu, nhéo mặt của ta. Được rồi, không nhéo, tiểu Hồ Điệp. Lần sau ca ca sẽ đến. Nhất định là mang đồ ăn ngon cho ngươi. Cái này cho ngươi, ca ca. Nhưng ta không còn quả thiên tử đối với ngươi nữa. Không cần, đây là ca ca tặng cho ngươi. Không cần đổi cái gì cả. Cảm ơn ca ca, ta sẽ đưa cái này cho cha ăn. Ca ca, vậy ta đi trước nhé. Ngày mai gặp. Thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Không chỉ tịnh hóa huyết mạch mà còn làm số lượng của miếng long lân thần, của miếng long thần tăng lên. Quan trọng nhất là làm rõ được cách dùng của quả thiên tử. Có điều hấp thụ được quả thiên tử cần năng lượng sinh mệnh lớn. Quay trở về để mọi người hấp thụ trong hải thần hồ. Yên Vũ, Kinh Cước Long nói tớ phải cùng cậu tu luyện nhiều hơn. Tớ cũng phát hiện ra tu luyện cùng với cậu tốc độ của tớ tăng lên rõ rệt. Sau này chúng ta lúc nào cũng có thể tu luyện. Dù gì ký túc xá của chúng ta cũng chịu được. Hôm nay chính là nghi thức độ kiếp. Chúng ta chuẩn bị xuống tập hợp đi. Mọi người đã tập hợp đầy đủ dưới sự dẫn dắt của Uông Thiên Vũ. Từ rừng rậm đến điểm đến, người của các thế lực đến đủ rồi. Là Huy Huy ở bên kia. Lát nữa thú thần sẽ bắt đầu độ kiếp. Cùng lúc với tâm thần cần trụ vững thì cũng phải cảm ngộ cho tốt. Thầy, em có câu hỏi ạ. Thú thần muốn độ kiếp thành thần chắc phải cần lực sinh mệnh khổng lồ làm cơ sở nhỉ? Tại sao lại không tiến hành ở mẫu tinh có tầng tự sinh mệnh cao hơn? Bởi vì sự biến mất của thần giới sẽ không còn cơ hội trở thành thần nữa. Nếu không phải là đại kiếp vạn năm trước thì mẫu tinh cũng không thể nào dung nạp được sự tồn tại của tầng tự cấp thần. Ê, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lẽ nào? Đế thiên độ kiếp là kết quả sau khi cân nhắc mọi điều. Truyền lâm tinh thần chi hải à? Quả nhiên, thần thú không thể nào độ kiếp ở mẫu tinh. Có phải mang ý nghĩa rằng có lẽ liên bang không hy vọng cấp thần cường giả xuất hiện ở trong hồn thú hay không? Các hồn thú ở khắp ngọn núi cũng bắt đầu gầm rú lên rồi. Tiếng gào rú tràn đầy ý vị không cam lòng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi à? Đó là bản thể của thần thú hay sao? Lớn quá. Cái này quá lớn rồi đấy. Che kín cả bầu trời luôn rồi kìa. Thú thần hiện thân. Nghi thức chính thức đã bắt đầu rồi. Lôi đình khủng khiếp quá. Đây nè, phân thân ra một con hắc long khác giống như đúc. Đây là thân ngoại hóa thân kiếp.
là chấp niệm, chi kiếp của bản thân. Chỉ khi nào chiến thắng được chính mình mới có thể lột xác thành thần. Chấp niệm trăm ngàn năm, há lại dễ dàng phá vỡ như vậy. Bà ngoại, điểm sáng màu vàng đang rơi xuống là... Đây là thần thú ở thời khắc cuối cùng, dùng năng lượng sinh mệnh mà nó tích lũy, phụng dưỡng cho tinh linh tinh chúng ta, không hổ danh là thú thần. Tại sao hồn thú không thể thành thần? Tại sao hồn thú thì không thể thành thần? Tại sao ta không phục? Lại bướng bỉnh nữa rồi. Bạch Bào Bào, con gái không thích cái tên Bào Bào này đâu. Đọc nghe thật khó nghe quá. Ai bảo con bé cứ thích phun bong bóng chứ? Đã lớn như vậy rồi mà cả ngày còn phun bong bóng phèo phèo ấy, chi bằng gọi là Bạch Hưu Hưu được không? Nàng không thích à? Nếu không gọi là Bạch Tú Tú nhé. Âm đọc gần giới với Hưu Hưu, biểu thị thanh tú mỹ nệ, hay lắm. Vậy đặt là Bạch Tú Tú đi. Con gái cưng phản đối vô hiệu nha. Người ta mới không bị gọi là Hưu Hưu Tú Tú gì à. Con muốn chọn cho mình một cái tên thật là mạnh mẽ, gọi là Đổng Thiên Thu đi. Ba mẹ cũng phản đối vô hiệu nha. Con bé này lại bướng bỉnh nữa rồi. Thôi tùy con. Vậy lên ở nhà vẫn là Tú Tú nhé. Gần đây vùng biển này có chút không ổn định, đừng đi quá xa đấy. Biết rồi, sẽ về ngay mà. Lại giống ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch vậy. Trận chiến mình vừa nhìn thấy. Cha, mẹ. Thiên Thu, cậu sao thế? Xin lỗi, tớ tên là Bạch Tú Tú, sau này gọi tớ là Bạch Tú Tú có được không? Hai con hắc long khổng lồ đang tranh đấu kịch liệt ở trên bầu trời. Xung quanh bọn chúng, vết nứt khổng lồ của không gian bắt đầu xuất hiện. Bốn vị cường giả thần cấp của nhân loại lập tức ra tay, không để cho khe hở không gian kéo dài trên bề mặt tinh cầu. Từ lúc ta sinh ra, sống cùng với thần long, được sự giúp đỡ của thần long, cuối cùng trở thành long vương một đời. Tại sao ông trời lại cũng không chiếu cố, để cho long tộc bị tàn lụi, rơi vào nhân gian, ở chính đạo trong rừng rậm tinh đấu, sau đó tu luyện hơn mấy chục vạn năm, bảo hộ hồn thú nhất mạch. Đây là tiếng nói của thần thú thần đế thiên. Con hắc long kia bắt đầu biến mất rồi. Hôm nay ông trời không nhân từ, muốn tuyệt con đường tiếp theo của ta. Tất cả những chuyện một đời ta làm không hề hổ thẹn, chỉ duy nhất không yên tâm chuyện sau lưng. Sau khi ta đi, hổ vương tiếp tục ngôi vị thú thần, các thần thú bảo trợ cho nó. Sự hợp tác cùng với Sử Lai Khắc, Đường Môn, Truyền Ninh Tháp, Chiến Thần Điện không hề thay đổi. Mong liên bang chiếu cố duy trì sự tồn vong của tộc ta. Cha. Bà bố đừng khóc, con phải kiên cường lên, con phải kế thừa chí hướng của vi phu, bảo hộ cho tốt hồn thú nhất mạch của chúng ta. Thú thần đợi ta. Trừ Bích Cơ, một nữ tử áo tím cũng xông lên trời. Hai người không cố kỵ gì mà theo đế thiên xông vào khe hở không gian. Bọn họ lão uồng, để bọn họ đi. Thú thần vĩnh viễn biến mất theo khe hở không gian. Độ kiếp thất bại, thú thần thăng thiên. Trên toàn bộ tinh linh tinh đều đầy FBI của vạn thú. Thúc thúc thật sự chết rồi, thật sự khiến cho người khác nắm chặt tay mà thở dài. Hắn quá cương liệt, cho dù là thời khắc cuối cùng, hắn ta cũng không muốn chuyển hóa thành hồn linh. Không thể nào, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Càng huống hồ, hắn còn là trụ cột tinh thần của tất cả hồn thú. Hôm nay thật sự, sau khi nhìn thấy hồn thú, ta cảm thấy chúng ta đều không đủ tư cách. Không nói những thứ này nữa, về thôi. Cũng coi như là chứng kiến lịch sử. Như vậy liên bang cũng có thể yên tâm rồi, nơi cư trú của nhân loại. Thú thần vẫn chưa thành công,
Kinh Cực Long rất là buồn đó. Thật sự quá là đáng tiếc, nếu có thể cảm nhận được, thú thần rất là không cam tâm. Hơn nữa Tiểu Điệp cũng rất đau lòng. Nói ra thì thật không thể ngờ được, con Bạch Hồ đó lại là thú thần kế nhiệm. Dày vò cả một ngày, minh tưởng tiêu hóa sao? Tu luyện đi. Nơi ở của Uông Thiên Vũ. Hai vị tiền bối, các người đây nè, mời vào trong phòng nói chuyện. Hai vị này đều là một trong thập đại hung thú, hơn nữa nghe đồn còn có quan hệ cạnh tranh. Uông ca chủ, tình hình của chúng ta chắc ngươi cũng rõ, ta cũng sẽ phải đối mặt với độ kiếp nhanh thôi. Vốn muốn đi theo thú thần, nhưng thú thần hy vọng ta có thể thử trở thành hồn thú nhất mạch lần nữa, tìm kiếm cơ hội. Vì thế ta đến để lập khế ước. Ta cũng thế, thập đại hung thú Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu, như này nào muốn trở thành hồn linh hay sao? Hai vị này lại là cường giả đỉnh cao ở trong thế giới hồn thú. Rất hoan nghênh, cũng rất cảm ơn sự lựa chọn của hai vị. Chỉ là hồn linh của ta đã đầy, lẽ nào chọn chúng mình sao? Quân cao chủ không cần làm khó, sẽ không làm phiền đến ngài đâu. Chúng tôi đã nhìn chúng học viên của Sở Lai Khắc, đặc biệt đến đây để nói trước với ngài. Ồ thế à, hơi thất vọng đấy. Vậy tốt quá rồi, cực kỳ hoan nghênh. Không biết hai vị lựa chọn thế nào? Sao lại thế này? Đây là nơi giống như là tinh thần chi hải hay sao? Đế Thiên bái kiến tôn chủ. Thú thần Đế Thiên, đợi đã, không phải ông đã chết rồi sao? Lẽ nào mình tẩu hỏa nhập ma rồi? Tôn chủ không cần nghi hoặc, Đế Thiên chưa chết, chỉ đang ở trạng thái gần chết mà thôi. Đế Thiên độ kiếp thất bại, vốn dĩ chỉ có thể lựa chọn diệt vong. Nhưng ta ở thời khắc cuối cùng gặp được ngài, từ khắc đó ta đã quyết định tương lai của mình. Tôn chủ, có nguyện cùng Đế Thiên ta ký khế ước hay không, để ta trở thành hồn thú, hồn linh phục tùng? Nhưng ta hình như không cần hồn linh, hơn nữa ta chỉ có một ít huyết mạch của Long Thần. Tôn chủ chính là Long Thần chuyển thế, ta đã từng phục bồi Long Thần đời trước, sẽ không đoán sai đâu. Tôn chủ đương nhiên là không cần hồn linh, vì thế Đế Thiên chỉ có thể ở phương thức giống với là hồn linh để ở bên cạnh của ngài, cũng cần ngài bảo hộ. Thú thần Đế Thiên muốn trở thành hồn linh của ta, như vậy cũng quá là lợi hại rồi. Có điều lần độ kiếp này, hầu như ta đã tiêu hao toàn bộ lực sinh mệnh của ta. Sau khi ta trở thành hồn linh của ngài, sẽ tiến vào một giấc ngủ say một thời gian dài. Ngủ say một thời gian dài, vậy bao lâu? Tôn chủ yên tâm, cho dù là ở trạng thái ngủ say, Đế Thiên cũng có chút tác dụng. Không chỉ thức tỉnh khi tôn chủ gặp nguy hiểm về tính mạng, còn về thời gian thức tỉnh, cũng có liên quan đến Đế tôn chủ. Có điều khi ngài trở thành thần, ta chắc chắn là sẽ thức tỉnh, mà còn có thể bảo vệ tinh thần chi hải của ngài, để ngài không có bất kỳ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma nào. Vẫn còn sớm lắm mà. Có điều ta đồng ý. Để mặt Tiểu Điệp, ta cũng không thể nào để ngài chết như vậy được. Ta vẫn còn một thỉnh cầu, về chuyện của ta vẫn xin ngài giữ bí mật, bao gồm cả cha mẹ của ngài. Được, không vấn đề. Vậy thì tốt. Tôn chủ, vậy bắt đầu dung hợp với ngài. Trên người của tôn chủ thế mà lại có khí tức vạn chúng quy tâm của Long tộc ta. Vạn chúng quy tâm đó là gì? Vạn chúng quy tâm chính là sự công nhận của Long tộc ta. Trên người của ngài có ý niệm công nhận quy phục của không dưới nghìn chân Long. Điều này có nghĩa là ngài thực sự là thánh chủ cộng tôn của Long tộc ta. Ngài đã tìm ra mộ địa của Long tộc chúng ta sao? Hay không phải? Vậy chắc là cha mẹ của ngài ban cho ngài. Tôn chủ, ta cần bắt đầu dung hợp rồi, ngài thả lỏng là được. Phòng của Bạch Tú Tú. Làm phiền các người rồi. Hai vị tiền bối, đây là thú thần Thăng Thiên, dưới sự suy xét tỉ mỉ, chúng ta đã quyết định cùng các ngươi rời khỏi đây. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Ây, nghĩa nào là hồn linh? Đúng thế, chính là trở thành hồn linh. Không biết các ngươi có nguyện ý tiếp nhận? Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Ngươi, đi theo ta. Ngươi là ma hồn Đại Bạch Sa nhỉ? Ây, tu luyện lại rất khó. Giống như ngươi, rất khó để hấp thụ hoàn toàn khí tức hồn thú.
chắc là ngươi đã từng được cường giả chân chính chỉ điểm, hoặc là bị ảnh hưởng. Đợi ngươi đạt được hoặc thất hoàn, sẽ chính thức trở thành người, mà ngươi có thể dùng năng lực nguyên bản của mình để làm thành hồn hoàn. Không giống như ngươi, chúng ta chỉ là biến hóa thành hình người, mà ngươi lựa chọn sống lại thành một kiếp khác. Hồn thú có dũng khí như ngươi không nhiều, thành công lại cực kỳ ít. Không thể không nói, ngươi sống ở một thời đại rất tốt. Đúng thế, ngài nói không sai. Mục đích của ngươi là gì? Thành thần, tìm cơ hội làm cha mẹ của ta sống lại. Năm đó ân nhân đã giúp ta báo thù cho cha mẹ rồi, nhưng ta đã mất đi một phần ký ức, đã không nhớ được về dáng vẻ của ân nhân nữa. Nhưng ta vẫn muốn báo ân. Rất tốt, đáp án của ngươi ta rất hài lòng. Nếu như ngươi đồng ý, ta nguyện ý ký khế ước với ngươi. Ngươi và ta hợp lực có thể thành thần, ngươi có đồng ý hay không? Ta phải bỏ ra thứ gì? Chính là bản thân ngươi, đồng thời dẫn dắt ta cùng thành thần. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tất cả những thứ này đều là dặn dò của thú thần trước khi đi. Ta sẽ không chết, chúng ta cùng đi theo tôn chủ. Đợi đến khi phong thần phá vỡ đế đứng dậy, bắt đầu dung hợp rồi. Không thể để khí tức ở đây lọt ra bên ngoài. Nhiều hồn linh như vậy, thêm cả phỉ thúy thiên nga, thâm nguyên ma long, thu hoạch sau khi tham dự lễ quả thực là quá nhiều. Lần dạn nứt này thực sự là một quyết định vĩ đại. Kế hoạch đó thật sự có thể bắt đầu thực hiện rồi. Đây là, nhìn thấy rõ ràng nguyên tố ở trong không khí rồi. Xem ra thực lực tinh thần thật sự đã tăng mạnh, cảm trí đều không giống nữa rồi. Sau này phải thích ứng tốt hơn, để lực khống chế theo kịp. Tên này sao cảm giác mới một đêm không gặp, Yên Vũ lại đẹp trai hơn rồi, trạng thái cũng tốt quá đấy. Đi thôi, đợi nát nữa tập hợp rồi. Não đại chào buổi sáng. Chào buổi sáng lớp trưởng. Não đại. Quan tinh thú vạn năm của tớ thực sự quá tuyệt, không ngờ được là có thể tìm được hồn thú thích hợp với tớ như vậy. Thật sự may mà có cậu. Anh Yên Vũ, em trở về rồi. Nhanh đến đây, em nói cho anh một bí mật. À, bí mật gì? Lần này em về nhà, ký kết được khế ước với huyền chi tinh ninh long nửa đời đấy. Chỉ có nhân tài ưu tú nhất ở trong tộc em mới được tinh ninh long công nhận. Nửa đời? Đúng. Nó sẽ trùng sinh, đồng thời trưởng thành cùng với em. Siêu lợi hại nhé. Chúc mừng em, Huy Huy. Đúng rồi anh, có hồn thú công nhận chị ấy không? Chắc chắn là rất yếu ớt. Không đâu, mạnh lắm đó. Ây, em không tin đâu. Vậy anh có được hồn linh chưa, anh Hiên Vũ? Không có. Hay là anh đi gặp tinh ninh nào, xem có thể được công nhận hay không. Lần này bỏ qua đi, sắp phải về rồi. Thầy nói chúng ta 10 phút nữa xuất phát. Anh Phong Tử, anh có được sự công nhận của hồn thú hay không? Kinh cức nong 3 vạn năm. Cái gì, kinh cức nong còn 3 vạn năm? Đã hại quá, được rồi. Tớ làm được rồi, Bích Cơ tiền bối đã trở thành hồn linh của tớ. Bích Cơ tiền bối, Thiên Thù, không, Tú Tú cũng được rồi. Ma Hậu tiền bối đã ký khế ước với cậu ấy. Cái gì? Phỉ Thúy Thiên Nga, Thâm Nguyên Ma Long đều không phải là thủ lĩnh đẳng cấp của thế giới hồn thú hay sao? Sao có thể như thế được? Tớ đi tập hợp trước đây. Tớ nghe Bích Cơ tiền bối nói, âm dương hỗn độn điểu của cậu cực kỳ mạnh, vốn dĩ cho dù thế nào cũng không được dẫn đi, nhưng lại không ngờ là đã chọn cậu. Cũng không có gì, chỉ là sau khi ngũ hành có thể phân âm dương, tương đương với tăng gấp đôi so với trước đây. Tớ còn phải làm quen nữa. Mình ở đâu, mình là ai, tại sao mình lại xuất hiện trong truyện tranh này? Các cậu, anh. Được rồi, đi thôi. Tớ sẽ không nói cho cậu biết hồn thú khí thế ước với tớ là thú thần đâu. Lần tiếp cận tộc tinh ninh của năm nhất lần này kết thúc viên mãn, đa phần đều đạt được hồn linh vạn năm, thu hoạch cực kỳ lớn. 10 năm ngày sau, học viện sở nai khác. Các em, hôm nay tôi đến đây là muốn tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, lớp của các em sẽ có thêm một vị chủ nhiệm nữa, chính là chủ nhiệm khoa chỉ huy tinh tế bên cạnh tôi đây. Thầy ấy sẽ phụ trách giảng dạy trong kỳ học mới. Đột ngột như vậy sao? Sau này xem ra không đứa nào chạy thoát được, toàn bộ đều bị hành rồi. Thứ hai, về phần biểu hiện xuất sắc của năm nhất cùng với thu hoạch ở tinh ninh, học viện đã thảo luận
nghiên cứu với hải thần các, sau cùng quyết định sẽ cho cận lớp các em hành lớp thực nghiệm để tiến hành giảng dạy. Bài học sẽ do lộ viện và ngoại viện cùng nhau sắp xếp, quyết định do viện trưởng đích thân giám sát. Lớp thực nghiệm, sao lại là lớp thực nghiệm? Được bắt đầu học thôi. Ngoại chính xác thì lớp của chúng ta sẽ trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến. Sau này các em đều được học thêm, đều được học về trình trong khoa chỉ huy tinh tế. Cụ thể về mặt này sẽ do thầy Đường giảng dạy. Thêm bài học, cả lớp đều học bài của khoa chỉ huy tinh tế. Có phải các em cảm thấy thêm bài học mới, các em sẽ bận hơn, vất vả hơn? Lẽ nào không phải hay sao? Đúng rồi, không những vất vả còn để cho các em trải nghiệm đầy đủ cái gọi là khóc không ra nước mắt. Ây, thầy này làm sao thế? Giới thiệu đơn giản về bài học đến đây thôi. Nguyên nhân học viện lựa chọn các cậu làm lớp thực nghiệm chỉ có một, chính là bởi vì các cậu đoàn kết. Mục tiêu của lớp thực nghiệm không phải là bồi dưỡng cá thể theo chủ nghĩa anh hùng, mà là một đoàn đội có thể chấp hành nhiệm vụ khó khăn ở trong tinh tế. Các em sẽ có một con thuyền thuộc về riêng mình, bay lượn ở trong vũ trụ thực hiện nhiệm vụ. Chiến thuyền cho chúng em, một chiến thuyền tinh tế. Lớp thực nghiệm chinh chiến chính là tạo ra một chiến đội đặc biệt sở hữu chiến thuyền ở trong tinh tế, chấp hành những nhiệm vụ mà một cá nhân không thể nào hoàn thành được. Các em sẽ có sự ủng hộ toàn lực của học viện Sử Lai Khắc và Đường Môn. Nhưng các em bắt buộc là phải chứng minh các em có năng lực tự bảo vệ bản thân, có đủ năng lực để đối mặt với các loại khó khăn và nguy hiểm. Cố gắng lên các thiếu niên, những giọt mồ hôi của các em bỏ ra có thể kiến tạo ra tương lai huy hoàng của các em sau này. Không ngờ được thầy còn có mặt này, thật sự có thể khiến cho các người khác sục sôi nhiệt huyết. Vào học thôi, thầy đi trước đây. Thấy được ánh sáng vụt lên ở trong mắt thầy, là đã biết những lời này không phải là tùy tiện nói ra. Tất cả những thứ này là mong đợi chân thành ở trong nội tâm của thầy ấy. Buổi chiều, trung tâm chỉ huy tinh tế. Học ở đây sao, mong chờ quá. Chúng ta vào trong thôi. Uầy, cơ giáp lợi hại quá. Còn có chiến cơ tinh tế. Muốn học được chỉ huy tinh tế, đầu tiên cần cảm thụ bầu trời, bay lượn ở trong bầu trời. Hôm nay các em sẽ học lái chiến cơ tinh tế căn bản. Nam Nguyên Vũ, em dạy các bạn. Hả em? Thầy vất bỏ trách nhiệm như vậy à? Buổi sáng em còn cảm động vì thầy đấy. Nam Nguyên Vũ chỉ đành dạy, dẫn dắt mọi người làm quen với thao tác cơ bản của tinh tế chiến cơ. Đã kiểm soát được cơ bản chưa? Vâng, mọi người ít nhiều đều biết điều khiển cơ giáp rồi. Thầy cười như vậy khiến em là hơi hoảng. Đừng hoảng. Muốn sảng khoái một nát hay không? Giống như lúc đầu em đã trải qua đó. Ai muốn là người đầu tiên cảm thụ việc đơn độc chỉ đạo chiến võng tinh tế nào? Em trước ạ. Lão đại, muốn cho tớ cơ hội đúng không? Có phải là rất kích thích hay không? Rất đã hay không? Lão đại, bây giờ cậu đã học đến trình độ nào rồi? Biến vào hoàn cảnh mô phỏng, đại khái là ở khoảng 1 vạn người. Tớ xem tốc độ được thiết lập cho chúng ta chỉ là top 10 vạn người. Sao, cậu muốn chọn độ khó cấp bậc top 1 vạn? Đúng thế, như thế càng đã hơn. Được thôi, nâng độ khó lên top 1 vạn người. Số lượng nhân viên lái chiến hạm cơ ở trên toàn liên bang tinh tế. Toàn bộ liên bang có 500 vạn người lái chiến cơ tinh tế. Từ người thứ 1000 đến người thứ 101 là phi hành viên thần cấp. Cao nhất là 100 người đầu tiên là phi hành viên siêu thần cấp. Đẳng cấp của Nam Nguyên Vũ đã đạt đến cấp bậc vương bài rồi. Đương nhiên, Đinh Trác Phàm không hiểu hàm ý bên trong đó. Vậy mong chờ quá đi. Nam Nguyên Vũ do lực tinh thần tăng lên mạnh mẽ, trong chiến đấu đã đánh bại đối thủ xếp hạng trước mình. Tốt quá rồi, cảm giác bản thân rõ ràng bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Không ổn rồi, quá là chăm chú. Lão Đinh, cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ? Những bạn học khác không khoe khoang như Đinh Trác Phàm, vì thế chỉ thiết nhập độ khó trong top 10 vạn. Vẫn ổn, kết cục đỡ hơn nhiều. Lần sau chắc là sẽ thích ứng được. Thiên Thù, Tú Tú, chúng ta vào đi.
vẫn luôn không kịp hỏi cậu, tại sao đột nhiên lại đổi tên? Có phải lúc xem lễ cậu cảm giác được gì à? Thực ra trước đây tớ mất trí nhớ. Tớ của trước đây không nhớ gì cả, ngay cả cha mẹ cũng quên mất. Vẫn luôn sống dưới thân phận cô nhi, cho đến khi gặp được cô Nana, khiến cho trí nhớ của tớ dần dần hồi phục, sống cuộc sống của người bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy rất là quen thuộc, khiến cho tớ nhớ lại những chuyện trước đây. Vì thế, tớ mới đối xử với cậu khác với những người khác. Ngài thú thần độ kiếp, trí nhớ của tớ lại bị kích thích một lần nữa. Nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, nhớ lại tên thật của mình là Bạch Tú Tú. Đây mới là cái tên mà cha mẹ đặt cho tớ. Đống Thiên Thu chỉ là cái tên tớ tự đặt cho mình, bọn họ đã không còn, tớ không thể nào tùy hứng được nữa. Tớ muốn dùng cái tên Bạch Tú Tú. Xin lỗi, nhắc lại chuyện đau lòng của cậu. Cha mẹ cậu, bọn họ chết rồi, bọn họ bị kẻ địch giết hại. Thiên Vũ, cậu nói xem, nếu như một ngày tớ có thể tu luyện đến thần cấp, thì có khả năng làm cho họ sống lại được không? Nhất định là có thể được. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tớ sẽ giúp cậu. Bạch Tú Tú, tớ nhất định là sẽ bảo hộ cậu thật tốt. Sau khi cảm nhận sơ bộ về chiến cơ tinh tế, các bạn học đều nào đảo lắc lư về nghỉ ngơi, mà Nam Hiên Vũ lại đến phòng rèn tạo bắt đầu rèn luyện. Để tiến thêm một bước, tăng cường lực ngưng kết của lớp, cậu ấy đã cung cấp kim loại nhất phẩm nghìn đoàn cho bạn học chế tạo đấu khải, nhưng lại tiến hành mua theo giá huy chương của thị trường. Như vậy không những có được tình cảm của bạn bè, mà còn có thể đổi được lợi ích lớn hơn. Sau đó cậu ấy lập tức quay về ký túc xá, tập hợp các đồng đội, nói cho bọn họ biết về chuyện của quả thiên tử. Chúng ta xuất phát thôi, thiên tài địa bảo lợi hại như vậy, nhất định là phải hấp thụ ở trong hải thần hồ. Nhìn đi, là bàn tử, cậu ấy vẫn luôn ở đây để khôi phục. Cơ thể của tên này thật là lợi hại, cứ như là động không đáy ấy, thế mà lại có thể kiên trì tiếp tục hấp thụ được nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy. Cũng may là lần trước bàn tử kiếm được một món lớn, mới có đủ huy chương để chi trả cho nửa tháng này, tiêu 30 huy chương tím. Mấy người các cậu lần này sẽ tu luyện giống như cậu ta chứ? Vậy thì tôi lỗ to rồi. Ây thầy Đường, thầy thấy em là người hay lợi dụng như thế à? Đúng thế, cậu đang sỉ nhục trí thông minh của tôi đúng không? Đâu có. Nói ra thì thầy thấy em gia nhập vào học phái sinh mệnh thế nào? Ây, tại sao cậu lại muốn gia nhập? Đương nhiên là vì tiền tiết kiệm một chút. Gia nhập rồi thì nếu tu luyện ở đây cũng có phải là không cần huy chương hay không? Em cũng dần dần cảm nhận được mức độ thuần khiết với năng lượng sinh mệnh của em thực sự rất cao. Em tin rằng gia nhập vào học phái sinh mệnh thì sẽ là chuyện cực kỳ tốt đối với cả em và học phái. Nếu đã như vậy, vậy thì tiếp theo đây tôi sẽ nói với cậu tất cả những chuyện về học phái sinh mệnh. Đợi sau khi cậu nghe xong rồi hãy quyết định. Vài năm trước, sau khi Vĩnh Hằng Thiên Không Thành được xây dựng xong, học viện đã thiết lập học phái sinh mệnh. Cường giả thần cấp có thể sống đến 300 tuổi. Sự tồn tại của học phái sinh mệnh là để phá vỡ những hạn chế này. Sau đó trải qua 200 năm nghiên cứu và đột phá, có thể khiến cho cường giả thần cấp sống đến khoảng 1000 năm. Nhưng hơn 9000 năm sau đó lại không tiếp tục đột phá. Thầy năm nay đã 985 năm tuổi rồi, là cường giả thần cấp có tuổi thọ cao nhất ở trong học viện hiện tại. Thầy đã từng nói cậu là người có độ thuần hòa của năng lượng sinh mệnh cao nhất mà thầy đã từng thấy. Nói không chừng cậu thật sự có thể dẫn dắt phái sinh mệnh sáng tạo nên kỳ tích đột phá giới hạn 1000 năm. Nếu như cậu thật sự làm được thì cậu sẽ trở thành ân nhân của tất cả cường giả thần cấp. Vì thế, nếu cậu thật sự gia nhập học phái sinh mệnh, vậy thì những ngày sau này chúng ta hy vọng cậu có thể dành nhiều tinh lực cho sự cảm ngộ tầng tự sinh mệnh. Bây giờ cậu còn nguyện ý gia nhập học phái sinh mệnh hay không? Trước đây không hề biết đến tuổi thọ 1000 năm, ngay cả thụ não cũng đã gần đến giới hạn rồi. Em nguyện ý gia nhập,
nhưng em có rất nhiều chuyện cần làm. Em không thể đảm bảo thời gian nghiên cứu năng lượng sinh mệnh, vì thế em nghĩ bây giờ em vẫn chưa có tư cách gia nhập. Thế sao, ta rõ rồi. Thế quả nhiên không nhìn nhầm người. Em đưa ra đáp án hoàn mỹ, hoan nghênh em gia nhập học phái sinh mệnh. Thực ra mệnh lệnh thầy đưa ra cho mình là không tiếc bất cứ giá nào khiến cho tiểu tử đó gia nhập. Câu trả lời vừa rồi không hề ảnh hưởng đến kết quả, nhưng khiến cho mình thật sự thừa nhận cậu đó. Đây, cậu là một đứa trẻ có giới hạn. Được rồi, vào hải thần hồ tu luyện đi. Bắt đầu từ bây giờ, hải thần hồ cho cậu vào miễn phí. Đây là phúc lợi của học phái sinh mệnh. Thật sao? Vậy chúng em có thể gia nhập học phái sinh mệnh hay không? Ngoại trừ tên béo đó ra, thì độ thuần hòa sinh mệnh của các em rất là bình thường, không phù hợp với yêu cầu. Cái gì, đáng ghét thật, thế mà lại không so được với tên béo. Được rồi, được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị tu luyện đi. Nào, mỗi người một quả thiên tử. Đó là quả gì vậy? Sẽ không có tác dụng phụ gì chứ? Thầy Đường, đây là quả thiên tử, là thứ tốt có thể nâng cao thần hóa lực huyết mạch. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Cũng cho cậu một quả. Trời ơi, đứa trẻ này, huyết mạch thực sự đang xảy ra biến hóa. Độ thần hòa sinh mệnh bình thường sao? Hồn linh hình người, hung thú, tư thái như này, cần có tu vi như thế nào mới có thể đạt được đây? Lại một người nữa, như này cũng quá. Không chỉ như thế, hai hồn linh hung thú này, thế mà lại là cải tạo huyết mạch của ký chủ. Lũ nhóc này rốt cuộc là người như nào? Sao thế? Sao lại náo nhiệt vậy? Thầy, Uông các chủ. Tiền bối Thiên Nga Phỉ Thúy Bích Cơ, tiền bối Ma Hậu Ma Long Thâm Nguyên. Bọn họ lại là tiền bối của lão phu đó. Đây không phải chứ? Chính là giống như thầy đã nghĩ đấy. Bọn họ đang làm gì thế hả? Bọn họ ăn quả thiên tử tu luyện. Quả thiên tử? Bọn nó đến tận hang ổ của thú thần rồi hả? Quả thiên tử là gì? Thầy của ta đã từng thấy, nghìn năm mới ngưng kết được một quả, có thể nâng cao trình độ lên mức độ cực lớn và thuần hóa huyết mạch. Còn về công dụng, nói đơn giản thì là bảo bối siêu cấp có thể sản sinh ra tiến hóa võ hồn lần hai. Lợi hại thế à? Mấy đứa này ăn vội thế làm gì? Để cho ta nghiên cứu trước đã, xem có khả năng trồng ra được không. Ây ui, đau lòng quá đi. Em thấy trong tay của Lam Hiên Vũ chắc chắn là vẫn còn, hả? Đúng rồi thầy, vừa rồi Lam Hiên Vũ đã đồng ý gia nhập học phái sinh mệnh của chúng ta. Thật là tốt quá rồi. Không phải chứ, nó không thể gia nhập học phái sinh mệnh. Theo quy tắc, chỉ có đệ tử lộ viện mới có tư cách này. Ai nói không có tư cách? Ta dùng cái này phá lệ cho nó. Huy chương màu đỏ, huy chương đẳng cấp cao nhất của học viện sở nai khác, có cơ hội phá vỡ bất kỳ quy tắc nào một lần. Thế mà lại sử dụng huy chương màu đỏ, thụ não, như vậy có đáng hay không? Dù gì huy chương màu đỏ cũng chả có tác dụng gì đối với ta. Tiểu Uông, cậu nhìn trên ngón tay của Lam Hiên Vũ. Ngài đưa cho nó nhẫn vận mệnh rồi. Ngài cũng quá liều lĩnh rồi. Nó đại diện cho thân phận người trèo lái học viện phái sinh mệnh đó, cũng đại diện cho một ghế ở trong hải thần các. Tiểu Uông à, ta già rồi, không trụ được mấy năm nữa đâu. Tao đợi được sắp nghìn năm mới có thể đợi được một người kế nhiệm thích hợp nhất. Tiểu Uông, tin tưởng vào mắt nhìn của lão phu, nó nhất định là sẽ dẫn dắt học phái sinh mệnh của chúng ta tỏa ra hào quang sáng chói nhất. Ngài xem trọng nó như vậy, không chỉ có ta, cây Vĩnh Hằng cũng coi trọng nó. Là cây Vĩnh Hằng chỉ dẫn cho ta làm như vậy, ta vẫn còn có thể kiên trì được ít nhất là chục năm nữa. Ta sẽ nhìn nó trưởng thành. Trưởng thành thành một cây đại thụ cao ngất. Cảm giác này thật tuyệt. Tu luyện trong hải thần hồ thật sự không giống, huyết mạch lại được nâng cao rồi. Miếng vảy long lân cũng tăng thành 5 mảnh rồi, hả? Đó là... Tráng sĩ phát ngốc. Não đại. Tớ. Đây vẫn là tớ sao? Bàn tử, thân hình này của cậu tuyệt đấy. Cha mẹ tớ chắc là không nhận ra tớ nữa. Như thế không tốt hay sao, cậu xem. Mỡ trên mặt của cậu đều không còn nữa rồi. Cũng đúng,
cơ thể mà tớ tha thiết ước mơ. Hai người nói thế, những chuyện xảy ra ở trong thời gian xa cách. Ây, đây là tiểu bàn tử, biến thành tiền tráng tráng rồi. Mộng Cầm nhanh nhìn xem, tớ bây giờ có phải là đẹp trai hơn nhiều hay không? Ây, đầu tóc đơn giản, tứ chi phát triển, có gì tốt chứ? Chúng ta nhanh đi thôi, nhân lúc thầy đường còn không ở đây, chuồn nhanh. Tối qua chúng ta hấp thụ không ít năng lượng sinh mệnh đấy. Đúng thế, nhanh chạy thôi, nhanh. Trong cuộc sống học tập bận rộn, Lam Hiên Vũ triệu tập các đồng đội. Sắp đến thi cuối kỳ rồi, chúng ta phải làm công tác chuẩn bị. Lão đại, chuẩn bị như nào? Bây giờ nhìn vẫn chưa quen. Học kỳ này mọi người đều là bạn. Lần trước sau khi nâng cao năng lực, mọi người đều thiếu sự hiểu biết về năng lực của nhau. Nhằm không để bị ảnh hưởng đến sự phối hợp đoàn đội ở trong kỳ thi, chúng ta cần phải cọ sát để ứng phó với các thí luyện mà học viện giao cho. Ba đấu với bốn đi, tớ, Tú Tú, Mộng Cầm, Tiền Lỗi một tổ, Lưu Phong, Huy Huy và Vũ Cách ba người một tổ. Chuẩn bị, bắt đầu. Tự ra tay nhé, cho các cậu thấy sự trưởng thành của tớ. Triệu hoán chi môn, ra đây đi kim bàn tử. Triệu hoán kim bàn tử. Bì mông thú, đây là bì mông. Hơn nữa, một nát mà triệu hoán được ba con, tên nhóc này đã trở lên mạnh như này rồi sao? Lên cho ta. Nào kim bàn tử, hợp thể. Cẩn thận nhé, tớ đến đây. Đi nào. Đây chính là lột sắc biến hóa mà cô Nana đã nói lúc đầu hay sao? Mục tiêu là nguyên nhân Huy Huy sao? Mục tiêu quá rõ ràng, Lô Linh chín cổ. Xem cậu trốn đi đâu. Cái gì đỡ được rồi, lại còn thành thạo điêu luyện như vậy. Không phải chứ, cái đuôi gây cản trở này, thế mà chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân áp chế hai người Đường Vũ Cách và nguyên nhân Huy Huy. Là cái đuôi gây cản trở đấy. Huy Huy đừng chạy, anh trai thương em lắm. Được, tớ tạo phản đây. Vũ Cách, tớ đến giúp cậu. Lão đại, không thêm cậu đâu nhé, đi. Thiên Thánh Luyệt Uyên Kích. Cuồng bạo. Bì mông sau khi bị thương còn trở nên mạnh hơn sao? Băng nguyên tố. Quả nhiên là gần giống như là năng lực khát máu hoặc là cuồng bạo. Khi thực chiến rất khó đối phó. Nếu dùng toàn lực ra một kích, chắc là có thể giết được nó. Thật không thể ngờ được mông thú này lại lợi hại như vậy. Thời gian triệu hoán hết rồi sao? Thế mà tớ lại bị mông thú ba đầu này áp chế không làm gì được. Tiểu bàn tử thật sự là thoát thai hoán cốt rồi. Này bàn tử, cậu đừng kiêu ngạo. Tớ sợ dùng đến tinh linh vương cung sẽ làm cậu bị thương. Ai sợ cậu đến đây. Ây, tớ không dùng tinh linh vương cung cũng có thể ngăn chặn được cậu. Quang cầu đó chính là tinh linh long mà Huy Huy đã nói hay sao? Tinh linh long này có hơi không giống với tưởng tượng của mình, thế mà lại là bộ dạng hình người. Tinh linh long hóa thành quang cầu màu trắng. Quang cầu màu trắng bắn ra từng tia điện quang màu trắng theo mũi tên. Có quang nguyên tố phụ trợ à? Huy Huy, cái này không có tác dụng gì với tớ đâu. Không đúng, đây không phải là quang nguyên tố. Ánh sáng trắng này tăng cường cường độ của tất cả các nguyên tố. Toàn bộ công kích của nguyên nhân Huy Huy được nâng lên rồi. Mặc dù có thể phòng ngự được, nhưng không thể nào động đậy được. Đó là tinh linh long ở trong truyền thuyết hay sao? Ánh sáng trắng mà nó phát ra thật là thần kỳ. Ánh sáng trắng đó không có thuộc tính. Bất kỳ thuộc tính nào được phụ trợ sẽ được phóng đại lên. Lông tắc trên người của bàn tử, thế mà lại có thể cách rời nguyên tố ở trong công kích, có hiệu quả phòng ngự sự tấn công của nguyên tố, cũng rất là thần kỳ. Huy Huy, để tớ thử. Phong tử, đến đây. Này này, các cậu đang chơi đá cầu trên không hả? Ây, được đấy Phong tử, tiến bộ không ít đâu. Có điều, không thể nào hơn được tớ. Dù gì, cậu cũng không phá được phòng ngự của tớ. Không chắc chắn đâu nhé, đừng đắc ý, bất kỳ phòng ngự nào cũng có cực hạn.
Mộng Cầm, Mộng Cầm, cậu thì sao, gần đây có tiến bộ hay không? Ây, thật không thể chịu nổi. Cậu tưởng rằng ai cũng đắc ý như cậu à? Ngọc Hoàng Cầm, năng lượng sinh mệnh lồng đậm quá. Thế mà Thiên Nga Phỉ Thúy có thể khiến cho năng lực cơ sở của Ngọc Hoàng Cầm có thêm hiệu quả trị liệu. Ây, sau này chúng ta có hồn sư phụ trợ rồi, đáng tin cậy. Thật sự không thử không biết được. Lần xem lễ này mang lại sự thay đổi lớn cho mọi người. Nào chúng ta tiếp tục. Đổ đội khác. Thầy nói rồi, những đứa trẻ này gần đây tiến bộ rất nhanh, bắt buộc là phải cọ sát thêm mới được. Thêm áp lực cho chúng nó trước kỳ thi cuối kỳ. Tốt nhất là cho chúng nó có chút khó khăn, để cho tâm thái ổn định lại. Các cậu có ý kiến gì không? Nói ra xem. Ngoài Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Nỗi, Đường Vũ Cách, Nguyên An Huy Huy ra, khảo hạch của những người khác sẽ theo hình thức thách đấu PK đào thải với năm thứ hai dựa theo lớp của mình. Hả? Chiến đấu với năm hai? Thầy, vậy năm hai có thể mặc đấu khải hay không? Có thể mặc, không phải các em cũng đều có hồn linh hay sao? Tập thể hợp lệ hay tập thể thất bại? Các em tự nghĩ kỹ hậu quả của thất bại đi. Mọi người đừng để mất trạng thái. Sắp xếp như vậy có nghĩa là học viên đã công nhận chúng ta. Cá nhân tớ sẽ tặng cho lớp mình 5 quả sinh sinh bất tức. Cho các huynh đệ, hồn linh đã dung hợp vạn năm. Ồ, thứ đó không hề rẻ đâu. Như vậy mà, các cậu còn không thắng được thì mất mặt lắm đó. Lam Hiên Vũ, còn mấy người các em nữa, đợi nát nữa đến văn phòng của thầy. Trong lớp, có lớp trưởng giàu có khoe khoang, thật sự là chuyện tốt. Ây, kỳ thi cuối kỳ của chúng ta chỉ là đi cùng với người của đường môn chấp hành một nhiệm vụ sao? Đúng, nhiệm vụ cụ thể là gì thầy không rõ lắm. Các em chỉ trợ giúp người của đường môn hoàn thành nhiệm vụ. Thầy, thế thành tích của chúng em thì được tính thì được đánh giá thế nào? Do lãnh đội của đường môn đánh giá, anh ta sẽ đưa ra đánh giá công bằng cho các cậu. Thời gian xuất phát là ngày mai, không phải chứ? Lam Hiên Vũ thân là đội trưởng của tổ nhỏ, nhiệm vụ lần này em chấp hành lại ý nghĩa thật sự. Có khả năng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, bảy người các em bắt buộc là phải nguyên vẹn trở về sở nơi khác. Vâng, em hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, bảy người của đám Nam Hiên Vũ được xe của đường môn đón đi, thông qua một thông đạo chuyên dụng đến nơi dừng xe chuyên dụng của trung tâm du hành sở nai khắc. Nơi đó có một chiến hạm đang đỗ. Chiến hạm lão đại là chiến hạm đấy. Chào các cậu, tôi là Đặng Bác của Đấu Na Điện đường môn. Các cậu là học đệ năm nhất đúng không? Chào anh, Nam Hiên Vũ năm nhất ngoại viện có mặt. Mọi người cũng tự lần lượt giới thiệu bản thân. Hoan nghênh các cậu tham gia tổ hành động lần này. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là tổ trưởng tổ hành động này. Nam Hiên Vũ, cậu chính là tổ phó. Đi thôi, lên chiến hạm đi. Đơn giản như vậy thôi à, lên đi. Đây là bên trong chiến hạm sao? Đặng tiền bối, đường môn chỉ có một mình anh đến thôi sao? Gọi tôi là tổ trưởng, không cần gọi tiền bối gì cả. Sau này mọi người đều là anh em rồi. Được rồi, tự tìm chỗ ngồi đi, chúng ta chuẩn bị cất cánh. Ở đây chỉ có mình tôi, chỉ có một người. Nhưng không phải bây giờ còn có các cậu hay sao? Vị tiền bối này hình như tấm lòng rất là rộng lượng. Mọi người hoàn thành công tác chuẩn bị cất cánh đơn giản. Ngồi chắc nhé, bay rồi đấy. Được rồi, tiếp theo sẽ là hành trình kéo dài 5 ngày. Tổ trưởng, mục đích lần này của hành động chúng ta là gì? Chúng ta đến tinh cầu khác ứng cứu mấy người của đường môn. Cụ thể thì đến nơi đó rồi nói, cần xem tình huống rồi mới quyết định. Bây giờ dạy các cậu lái chiến hạm trước đã. Được thực hành trực tiếp rồi sao? Thay quần áo trước đi đã. Không còn cách nào khác, nhiệm vụ cần phải che giấu thân phận. Đồng phục sở nai khác của chúng ta quá là bắt mắt. Lần lượt thay đồng phục du hành rồi đến buồng lái nhé. Đội trưởng muốn chúng ta quen việc lái chiến hạm. Hả? À, trực tiếp lái chiến hạm luôn à? Đúng đúng, đội trưởng này cũng tùy ý thật. Không có gì phải căng thẳng. Theo sự phát triển của kỹ thuật hồn đạo, lái chiến hạm đều do sóng não
đối với máy chủ chiến hạm để tiến hành. Hạ mệnh lệnh đơn giản thì có thể hoàn thành thao tác. Thật sao? Phương thức thao tác bay của chiến hạm này đơn giản hơn nhiều so với chiến cơ tinh tế. Chơi đủ rồi thì thay người nhé, để mọi người đều được thử. Lái chiến hạm mặc dù rất là đơn giản, nhưng khi phải chiến đấu thì trở nên tương đối khó, hơn nữa còn cần nhiều người phối hợp. Trong đây có tài liệu giải thích chi tiết chiến hạm, các cậu về học thuộc lòng nhé. Vậy tôi đi nghỉ ngơi đây, chúng ta làm quen với chiến hạm đi, thay phiên nhau điều khiển. Đã nghỉ ngơi rồi, cảm thấy tổ này có vẻ không bình thường. Tổ trưởng này có vẻ không bình thường, chả có gì không ổn cả. Chúng ta chủ động nhiều hơn là được. Đừng quên đây là hạng mục kiểm tra của chúng ta. Sau khi chiến hạm bay được 3 ngày, Đặng Bác cuối cùng cũng triệu tập mọi người lại. Mọi người nghe cho rõ đây. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiến vào một lỗ đen, tiến hành bước nhảy không gian. Bắt đầu từ lúc nhảy, chúng ta sẽ không còn ở trạng thái an toàn nữa. Các cậu phải lên tinh thần. Sau khi xuyên qua lỗ đen chính là điểm đến của chúng ta, tinh cầu tội ác. Tinh cầu tội ác, tên cầm đầu sau bức màn của sự kiện lần đó. Nên nói cho các cậu rồi, tinh cầu tội ác là một hành tinh đặc biệt. Không gian mà nó tồn tại là một không gian đặc biệt xoắn khúc, chỉ có thể ra vào thông qua những lỗ đen đặc biệt. Nó không chỉ có sản vật phong phú, còn có thể thai nghén cường giả thần cấp. Có những tài nguyên mà ngay cả tất cả hành chính tinh của liên bang cũng không có. Vì thế, thế lực các phương của liên bang chúng ta đều có người mai phục ở tinh cầu tội ác. Không lâu trước đây, mấy người liên lạc của đường môn chúng ta bị bắt. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là cứu bọn họ ra. Hành động cụ thể thế nào, theo kế hoạch của tôi là được. Nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại do hành động sơ suất của các cậu, thì sẽ do học viện sở nai khác gánh vác trách nhiệm này, hiểu chưa? Hiểu. Chiến hạm này của chúng ta đã từng đăng ký ở Liên minh Hải tặc Tinh tế. Vì thế lần này chúng ta sử dụng thân phận Hải tặc Tinh tế. Vẫn còn 2 tiếng nữa là chúng ta sẽ đến lỗ đen. Làm tốt công tác chuẩn bị vào. Ngoại vi lỗ đen có mười mấy chiến hạm tuần tra ở đó, tiến hành kiểm tra và thu phí với những chiến hạm thông qua lỗ đen. Chi phí để chi trả cho việc thông qua lỗ đen là một kim loại hiếm hình lập phương. Sau khi chi trả, chiến hạm sẽ được tiến vào lỗ đen. Chúng ta đến tinh cầu tội ác rồi. Có thể sẽ không giống với tưởng tượng của các cậu đấy. Đây chính là tinh cầu tội ác. Đây rõ ràng là người sinh sống ở đây, gọi nơi đây là thiên đường tinh. Thiên đàng tinh vốn dĩ là thần tự thần cấp, là khôi bảo thật sự ở trong vũ trụ. Thực ra liên bang lúc nào cũng muốn chiếm tinh lợi đấy, muốn chiếm lĩnh nơi này. Vì thế các cậu đừng để bại lộ thân phận. Chúng ta sử dụng thân phận hải tặc đoàn viên tinh để thâm nhập. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ các cậu chỉ có thể dùng thiên đàng tinh để gọi tinh cầu này. Đây là một thế giới tự do, ở đây thực lực chính là thứ tự. Uầy, không khí ở đây thoải mái quá, tràn đầy nồng đậm khí tức sinh mệnh. Chiến hạm hạ cánh ở trong một rừng rậm được gọi là lục hải. Theo quy tắc của thiên đàng tinh, tất cả các chiến hạm chỉ có thể đỗ ở lục hải. Tất cả mọi người đều phải đi bộ hướng về thành phố, không được phép sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào cả. Mọi người chỉ đành đi bộ hướng về thành phố gần nhất, trên đường thuận tiện cắm trại ăn một bữa. Động vật ở đây rất là bình thường, có động vật tương tự như là hồn thú hay không? Ở khu vực này không có. Có điều chắc là có tương tự. Dù gì thì khi nàng tinh cũng có phân bộ của truyền linh tháp. Ở đây lại còn có phân bộ của truyền linh tháp. Liên bang cho phép cái này à? Nó chính là nơi nào thì có lý của nơi đó. Có người đến, đoàn trưởng. Không sao. Ai cho các người nhóm lửa? Chúng tôi lập tức dập lửa. Tiền châm trước cho. Không sao. Bọn họ gây chuyện là để được lợi lộc. Cho chút kim loại hiếm có là được rồi. Kim loại hiếm chính là loại tiền tệ ở nơi này. Xem, đó chính là điểm đến của chúng ta. Chú ý cảnh giới, ở đây có rất nhiều thiết bị theo dõi. Chúng ta thông qua trạm khác để tiến vào đi. Uầy, rất nhiều người ngoài hành tinh. Đừng nhằm vào bất kỳ sinh vật nào cả.
sinh vật ngoài hành tinh đa phần đều không hữu nghị với chúng ta đâu. Chúng ta tìm một khách sạn yên tĩnh nghỉ lại, sau đó thi triển hành động. Tôi đi liên lạc với người của chúng ta, các cậu cứ nghỉ ngơi ở khách sạn trước đi. Vâng ạ. Lam Huyền Vũ tập hợp các đồng đội lại. Sao thế Lam Huyền Vũ? Tớ cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tổ trưởng không thương lượng với chúng ta về phương án ứng cứu, chỉ nói với chúng ta về tin tức trợ giúp. Hình như là có hơi. Bạn có một tin nhắn âm thanh. Kiểm tra cuối kỳ bắt đầu, nội dung kiểm tra: sinh tồn, thoát nì. Trong vòng 10 ngày tiếp theo các cậu tự trở về mẫu tình. Vượt quá thời hạn bị quay là kiểm tra thất bại. Tiền phòng chi trả một ngày. Lão đại làm sao đây? Sinh tồn và thoát nì xem ra rất khó. Có điều thực tế đều có manh mối. Căn cứ vào tin tức mà đoàn trưởng để lại cho chúng ta, loại kim loại hiếm là tiền tệ lơi lầy. Trong tay tớ còn nhiều, đổi tiền trước đã. Chủ yếu là chuyện thứ hai, thoát nì. Phân bộ truyền linh tháp ở đây là lựa chọn rất tốt. Chúng ta có thể đi nhờ chiến hạm của bọn họ để về mẫu tình. Đây chính là hai chuyện mà tiếp theo đây chúng ta phải làm. Được, lão đại đáng tin. Tớ đến chỗ của lễ tân khách sạn hỏi chút, xem ở đâu có thể đổi tiền. Xin chào. Tôi muốn hỏi một chút, chỗ nào có thể đổi kim loại hiếm lấy tiền thiên đàng? Nhóc con, đổi với bố là được rồi. Lấy hết kim loại hiếm của mày ra đây. À thế à. Uy lực lớn quá. Ây à. Còn muốn làm cha của tôi không? À tất phải thế. Có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Có thể đổi ở đây. Một cân kim loại hiếm có thể đổi được 20 đồng thiên đường. Cho tôi đổi 100 đồng thiên đường. Hồn đạo khí không gian chữ vật, thứ này đáng tiền đấy. Truyền linh tháp của Hắc Giác Thành ở đâu? Cho tôi vị trí chính xác. Ở phía đông thành, cuối cùng là... Khí tổn hại tinh thần 10 đồng thiên đàng. Lẽ nào anh muốn chiếm lợi từ tôi dễ thế à? Cậu tôi. Này tiểu tử, mày có biết đây là địa bàn của ai hay không? Khí tức huyết mạch chấn áp tinh thần. Lam Huyền Vũ đã hiểu. Ở đây chỉ khi thể hiện sức mạnh của bản thân mới có thể chấn áp được những người muốn nhắm vào mình. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đi về hướng truyền linh tháp. Truyền linh tháp vẫn rất là nổi bật. Sau khi mọi người tiến vào thì phải phân ra thăm dò tin tức trước đã. Trong truyền linh tháp có nhiều người hỗn loạn. Lam Huyền Vũ đến một bàn lễ tân không có người. Hồn linh này thu hồi như nào? Cậu tùy ý tìm một hồn sư, lúc vừa chết thì có thể tách đoạt hồn linh, căn cứ vào phẩm chất mà tính ra tiền. Ây, như thế cũng được à? Cái gì cũng có thể thu sao? Thiếu niên đẹp trai quá. Ừm, đều thu. Phẩm chất không giống thì giá cả cũng không giống. Cậu hỏi cái này làm gì? Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy mà thôi. Tôi còn muốn hỏi có phi thuyền nào đến đấu na tinh hay không? Hả? Cậu muốn đến đấu na tinh? Một hải tặc nhỏ như cậu đến đó làm gì? Cha mẹ của tôi bị liên bang đấu na bắt đi rồi. Tôi muốn đi cứu bọn họ. Cậu, lại đây. Cậu điên rồi à? Nói như thế ở đây. Sao thế? Tại sao lại không được nói? Tình huống như cậu ở thiên đường nhiều lắm. Nhưng chuyện muốn đi giải cứu cha mẹ cậu thì đừng nghĩ nữa. Cậu không cứu được đâu. Vậy tôi không cần biết. Tôi muốn đi cứu bọn họ. Ây, cha mẹ tôi cũng là bị bắt đi đó. Tôi đã từng nén nút lên một chiến hạm, muốn đi cứu bọn họ. Mình tùy tiện bịa ra một lý do khéo vậy à? Cô ấy khuyên tớ rất lâu, bảo tớ không nên đi. Sau cùng lúc tớ rời đi mới nói. Chiến hạm truyền linh tháp của bọn họ 15 ngày sau mới từ mẫu tinh về. 15 ngày sau mới về, như vậy không kịp rồi. Đúng thế, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Chúng ta đi cướp một chiến hạm hải tặc lái về. Không được, quá nguy hiểm. Hơn nữa, thuyền của hải tặc về liên bang sẽ bị tấn công. Quả thực là không ổn, sẽ làm kinh động đến hải tặc ở thiên đường tinh. Hơn nữa chúng ta chỉ biết lái tàu trinh thám của đường môn. Cướp của hải tặc thì không ổn,
Vậy nếu như cướp của Đường Môn thì sao hả? Nếu như chúng ta lấy được đầu trinh thám của Đường Môn trong tay của Đặc Bác, không phải là giải quyết được mọi vấn đề rồi sao? Nhưng chúng ta tìm anh ta như nào? Chúng ta làm như này. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chỉ là thảo luận cũng không phải là cách. Đi mua những trang bị mới, võ trang cho bản thân trước đã. Lam Viên Vũ để cho Tiền Nỗi thả Kim Màn Tử ra ngoài đi cùng. Như vậy trên đường đi không có ai dám gây phiền phức. Đến tiệm bán đồ trang bị to nhất ở đây. Chính là ở đây, tiệm đồ trang bị Đại Hắc Nha. Ký vào cửa, một người 5 đồng thiên đàng. Nếu như tôi không đưa thì sao? Không đưa? Vậy cho lão tử. Ngây thơ vô tội. Những bảo vệ khác ở cửa không hợp lực ngăn chặn, mọi người đều thuận lợi vào trong tiệm trang bị. Ồ, bên trong rất là ngăn ngắt đấy. Cảm giác rất là lợi hại. Những thứ này đều là trang bị kim loại. Xin hỏi, mấy vị muốn mua gì? Chỗ này của ông có đồ gì tốt? Đừng lấy hàng bình thường ứng phó với chúng tôi. Quý khách, đồ tốt trước giờ chúng tôi không thiếu, nhưng phải kiểm nghiệm xem ngài có mua được hay không. Căn cứ dựa vào cái này đủ rồi chứ? Xin các vị đợi một lát. Vừa nhìn đã biết quý khách là hồn sư cao cấp. Vì thế, tôi lấy ra vài món hồn đạo khí cực kỳ tốt để các vị tham khảo. Đây là một đấu hồn đạo khí, không kém gì đấu khải, nên của nó phải đợi chủ nhân tương lai của nó đặt. Có thể làm hồn lực của hồn sư tinh khiết hơn, lén ép phóng ra đạn hồn lực. Có thể chịu được công kích hồn lực của cường giả thánh tầng, của cường giả thánh tầng tự thất hoàng hồn. Đặc điểm mạnh nhất là có thể phóng đại lực huyết mạch. Đấu hồn đạo khí sao? Còn có thể phóng đại lực huyết mạch. Mời ngài ra bên ngoài thử nào biết. Mạnh quá. Trời ơi, đó là gì thế? Cảm giác uy áp quá mạnh. Lực huyết mạch kim sắc ở tay phải dung hợp vào công kích, lén ép đồng thời phóng ra. Thế mà lại có thể đánh đến khoảng cách xa như vậy. Quá trình dung hợp này có thể làm được trong cơ thể của mình hay không? Quý khách, ngài thật là lợi hại. Có điều quên nói với ngài, súng này một khi sử dụng thì sẽ liên kết với huyết mạch của người sử dụng. Vì thế, đấu hồn đạo khí này chỉ có thể thuộc về ngài. Ép mua ép bán hả? Liên kết, đây rõ ràng là ép mua ép bán. Súng này của các ông chỉ có một khẩu thôi sao? Tổng cộng có hai khẩu là một đôi. Bây giờ cậu có thể bắn thử được rồi. Chỉ cần truyền hỏa nguyên tố là ta đã có uy lực như vậy rồi. Cảm giác truyền vào loại nguyên tố hơn cũng không phải là không được. Võ hồn của thiếu niên này cũng quá nghịch thiên. Hai khẩu súng này cứ như là Ronnie đóng giày làm ra cho ngài vậy. Chúng ta còn có vỏ súng tặng kèm nữa. Được, xem những cái khác đi. Dưới sự giới thiệu của nhân viên, Lam Huyền Vũ cũng nhìn chúng mấy món hồn đạo khí. Thực ra chủ yếu chúng tôi đến để mua chiến hạm. Các ông có hay không? Chiến hạm? Cái này chúng tôi không có. Chiến hạm thuộc về vật phẩm chiến lược, chỉ có phủ lãnh chủ mới có tư cách bán. Thế à? Vậy chúng ta đi thôi. Đến phủ lãnh chủ xem. Quý khách đợi đã, xin ngài thanh toán trước đã. Chúng tôi đâu có nói nào mua đâu. Đồ ngài đã thử qua rồi, không mua không được đâu. Ông ép mua ép bán, không trả tiền thì đừng nghĩ đến đi. Như này mà đã động thủ cũng quá là bá đạo rồi đấy. Thế sao? Vậy thì phải xem các ông có đánh được bọn tôi hay không. Cái gì? Bọn mày không muốn sống nữa à? Các anh em Huy Huy Luân Hồi Chi Nhãn. Sau chớp mắt thừa người, người cải tạo ở trong tiệm đều bị xử lý hết. Ơi, bọn mày ấy à, gây ra chuyện lớn rồi. Thất Hoàn Hồn Thánh ra ngoài đánh nhau gây chuyện ở Mỹ. Đừng đánh hồ hỏng đồ trong tiệm của tao. Thử cái này xem ông có tránh được không. Hốn kiếp, mày muốn hủy tiệm của tao sao? Hoan Ma Võ Hồn, tên này là tà hồn sư. Bọn mày muốn chết lại dám thật sự nào bắn pháo. Giết chết bọn mày. Đấu khải, thế mà lại là đấu nhị tự khải sư. Tú, tranh thủ thời gian, mọi người chuẩn bị cho tốt.
đừng hòng chạy. Thâm Lang ngưng thị, mọi người lên đi. Phía Đại Kim Nha sao vậy, cảm giác nóng nhiệt thật. Thật không ngờ được, ở Hắc Giác Thành thế mà lại có người dám chọc vào tiệm đó. Kim Bàn Tử, Triệu Hoán Chi Môn, Đại Ngũ Hành Thần Quang, Bạch Long Cháo, Long Ngầm, mọi người đồng loạt xuất ra chiêu thức, khống chế hoàn toàn quản sự. Đối thủ hoàn toàn không ngờ được, sự phối hợp giữa những đứa trẻ này lại sắc bén đến vậy. Tu vi của mình là thất hoàn, thế mà lại bị áp chế không thể cử động được. Bên cạnh tiệm trang bị của Đại Hắc Nha, người vây quanh xem đã bắt đầu tụ hội lại rồi. Ảnh hưởng bắt đầu mở rộng rồi, có điều vẫn chưa đủ. Vẫn cần tiếp tục thêm nữa, Bàn Tử. Đừng làm hỏng hết trang bị ở trong tiệm đấy. Ây, ném qua đây cho tớ, được. Tiền Nỗi ném từng kiện trang bị, đắt tiền ra ngoài cửa tiệm. Lam Hiên Vũ thu lại vào trong hồn đạo khí chữ vật. Nhẫn vận mệnh của hắn có không gian chữ đồ 1 vạn mét vuông. Đủ rồi. Kim Bàn Tử thế mà lại chịu thua thiệt. Thất hoàn hồn sư này mạnh hơn so với người vừa nãy. Kim Bàn Tử quay lại. Chiến đề. Thằng nhóc. Cơ giáp tử cấp, đằng sau cũng có, tổng cộng còn có 4 bộ. Tú Tú, Mộng Cầm, Bạo Phong Tuyết, Huy Huy và Lưu Phong chi viện Bàn Tử, Vũ Cách, cậu đối phó với cơ giáp với tớ. Một người xử lý 2 bộ. Ây, Bạo Phong Tuyết lớn quá. Lùi lại, đừng để bị cuốn vào. Mấy đứa trẻ này điên rồi sao? Thế mà lại vẫn muốn tiếp tục đánh. Không chỉ khai chiến với não đại Đại Hắc Nha, còn muốn giải quyết 4 cơ giáp. Bọn chúng không thể thắng được. Cái gì đây không thể nào. Rốt cuộc bọn chúng đã dùng ma pháp gì, thế mà lại xử lý cơ giáp nhanh như vậy. Não đại, tên này khó xử lý quá. Tiểu đội cơ giáp của ta không tha cho bọn mày được. Mọi người cẩn thận, hỏa diễm này của hắn không đơn giản. Long thần biến, thiên thánh miệt uyên kích, toàn lực xuất kích. Không ổn rồi. Thật sự không dám tin, một đám nhóc con 10 mấy tuổi. Cũng lợi hại quá đấy. Bọn nó đến từ đâu, tại sao lại muốn hủy tiệm thành ra như này? Tiệm trang bị cổ đại Hắc Nha của các anh ép mua ép bán, lẽ nào không để cho người khác phản kháng hay sao? Lớn chuyện rồi, nhìn đi. Phía phủ thành chủ đã phái cơ giáp đến rồi. Xem ra đã đạt được mục tiêu rồi. Ngoại trưởng mối của mấy người ra đây, nếu không thì không đứa nào đi được. Thế sao? Ai không đi được vẫn chưa chắc chắn đâu. Dừng tay, bọn mày điên rồi à? Đi. Khốn kiếp, chạy đi đâu? Là tấn công phòng ngự che mắt vừa nãy. Vậy mà lại dọa tao. Nhóc con khốn khiếp, đừng hòng chạy. Tiếp theo làm thế nào đây? Có không ít cơ giáp đen đến. Đã bị bắt được thì phiền phức rồi. Rẽ trái, cuối cùng cũng đến rồi, hướng bên trái. Lên xe. Người trên xe hồn đạo chính là đội trưởng Đặng Bác. Ở đây. Sau khi mọi người lên xe, Đặng Bác lập tức khởi động lá chắn lẩn náu, đồng thời lái xe vào dòng xe cộ đang lưu thông. Có phải các cậu điên rồi không? Tại sao lại phải xung đột kịch liệt với người bản địa như thế? Các cậu đang sử dụng bạo lực một cách mù quáng, không hề để ý đến hậu quả. Nếu như không phải là tôi đến kịp thời, nếu các cậu bị Hắc Giác Thành bắt được, sẽ gây rắc rối lớn thế nào cho học viện của các cậu? Cái này cũng không thể trách chúng tôi được. Chúng tôi chỉ muốn đi mua vài trang bị, đúng thế. Không ngờ được đó là một hắc điểm. Bọn họ bắt nạt người trước. Chúng tôi mới muốn đề cao đức hạnh và lên án cái ác. Các cậu đang lấy bạo lực trị bạo lực. Bản chất có khác gì bọn họ hay không? Tôi biết rồi, đoàn trưởng. Sau này sẽ không kích động giống như thế này nữa. Kỳ thi cuối kỳ lần này quá khó, là chúng tôi suy xét không chu đáo. Đầu nóng lên.
mới phạm phải lỗi như vậy. Tôi hiểu rồi, chả trách lại sắp xếp kiểm tra như vậy. Chính là muốn rèn luyện tâm tính của các cậu. Thực tế chỉ cần các cậu có thể trải qua 5 ngày yên ổn thì tôi sẽ dẫn các cậu về. Ây, vậy thành tích kiểm tra của chúng tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ báo lại những biểu hiện thực tế của các cậu cho học viện, do học viện quyết định. Đây là phòng an toàn của đường môn chúng tôi. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, tránh đầu sóng ngọn gió. Đội trưởng, ở đây chỉ có một mình anh sao? Chúng ta sẽ không bị theo dõi đấy chứ? Khoảng thời gian này chỉ có mình tôi. Cũng giống như là xe của chúng ta, ở đây cũng có hệ thống ngăn che. Chúng ta chỉ cần lái xe ra khỏi thành vào rừng, lái xe ra khỏi thành vào khu rừng rậm thì sẽ không có ai lần theo chúng ta nữa. Tốt quá rồi, như này thì yên tâm rồi. Đúng rồi đội trưởng, hôm nay chúng tôi có phát hiện đặc biệt ở tiệm trang bị. Ồ, phát hiện gì? Là thế này, chúng tôi thấy hoàng kim long hống, cái huyết mạch chấn áp, hồn lực bị khống chế hoàn toàn rồi. Mấy đứa khốn kiếp này, các cậu đang làm gì hả? Đội trưởng xin lỗi nếu như hiểu nhầm, sau khi trở về mẫu tình chúng tôi sẽ long trọng xin lỗi anh sau. Mặc dù cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, nhưng tôi chú ý thấy anh đãi ra ánh mắt với tên đầu trọc đó. Tôi nghi ngờ anh là gián điệp của tinh cầu tội ác cái. Nếu không thì anh đã xuất hiện ngay từ lúc chúng tôi có xung đột. Quan trọng nhất, nhất định là phải hoàn thành bài kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ phải đối mặt với đào thải. Chắc anh cũng biết ở học viện sở nai khác cạnh tranh rất là khốc liệt, vì thế chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chúng tôi cần mượn chiến hạm trinh sát để về. Ừm, thì ra là thế. Nhưng đây là một hiểu nhầm nghiêm trọng, tôi luôn âm thầm bảo vệ các cậu. Tôi rất cảm ơn sự tương trợ của anh, nhưng tôi vẫn nghi ngờ tính chân thực ở trong lời nói của anh. Vì thế, vì để an toàn của đội viên, không thể nào không khống chế anh. Ây, thật sự là phục các cậu. Thứ này rất đắt nhỉ, không rẻ. Nhưng nghe nói có thể cầm cố hồn sư phong hào đấu na trở xuống, nên vẫn là cắn răng mua. Mọi người theo kế hoạch ban đầu nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, lái xe rời khỏi thành, cũng không gặp điểm kiểm tra nào cả. Thuận lợi quay về chiến hạm trinh sát của đường môn. Nam Hiên Vũ, có một vấn đề cậu đã nghĩ đến hay chưa? Nếu như tôi không cho các cậu quyền hạn được vào chiến hạm thì làm sao? Các cậu đối xử với tôi thế này, tôi có thể báo thù lại đấy. Anh không sợ chúng tôi đánh anh sao? Không sợ, tôi là người của đường môn. Các cậu về sẽ không ăn nói được. Đây, bàn tử, để cho đội trưởng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, thuận tiện cởi giày ra. Đội trưởng anh yên tâm, sao chúng tôi có thể đánh tiền bối của đường môn được? Đừng dừng tay, tôi nói cho cậu. Mấy đứa nhóc thối này, ây, dừng lại đi. Tôi đưa là được chứ gì. Anh thấy không, sớm làm như vậy đã tốt rồi, sao phải làm thế? Theo như lời cậu nói thì là lỗi sai của tôi hay sao? Còn không phải hay sao, cậu đấy, tên khốn kiếp. Ăn miếng trả miếng, đám tiểu quỷ này cũng giỏi thật. Vận hành tất cả đâu ra đây? Đội trưởng, lát bên qua lỗ sâu, có cần chú ý gì không? Chủ yếu là vấn đề lực tinh thần. Nhưng lực tinh thần của cậu đã đạt 400 chưa? Hơn 4.000, chắc không vấn đề gì chứ nhỉ? Cậu là quái vật gì vậy? Nam Hiên Vũ lợi dụng lực tinh thần siêu mạnh của bản thân, hoàn mỹ xuyên qua đường hàng không lỗ sâu. Tuyệt quá, chúng ta qua rồi. Yeah. Truyền đến chú ý, xin các người lập tức dừng thuyền, tiến nhập lên thuyền kiểm tra. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Không rõ. Nói không chừng nguyên do là do các cậu bị truy nã, giao quyền khống chế cho tôi. Tốt quá rồi, cơ hội tốt, có thể lấy lại quyền khống chế rồi. Tôi giao thiệp với bọn họ xem có được hay không. Thế à? Thực ra đối phương chỉ muốn có chút hối lộ mà thôi. Dọa cậu ta xem cậu ta làm thế nào. Mở hết lồng phòng hộ, mở hết động lực, toàn lực tăng tốc, chúng ta xông ra. Chuẩn bị tàng hình, ý khóa, phóng tên lửa phản vật chất. Làm điên rồi sao? Vốn dĩ chạy là xong, đánh rồi thì là tử thu rồi đó. Ê, anh đâu có nói
Không tấn công sao có thể đột phá thoát khỏi đây được. Cẩn thận, bọn chúng đã bao vây rồi. Nếu đã như thế, vậy thì chiến đấu chính diện thôi. Mọi người ngồi vững. Lam Huyền Vũ thi triển tiêu chuẩn lá chiến cơ xếp trên 1 vạn người trong ranh giới cực hạn của chiến hạm, điều khiển các động tác lần tránh đặc biệt. 15 phút sau, lão đại, bây giờ tớ có thể ra đằng sau luôn hay không? Tớ cũng muốn. Bọn họ cắt đuôi được kẻ địch rồi, tàng hình thoát được. Cũng coi như là sợ hãi hơn là bị tổn thương. Cậu, thằng nhóc thối này, sao cậu cứ làm loạn thế hả? Xem tôi về học viện làm sao? Quên nói, thuật cầm cố này có thể cấm ngôn đấy. Đội trưởng, anh vào phòng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong là sắp đến nhà rồi. Đội trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt, sau khi về chúng tôi sẽ thả anh. 6 tiếng sau là về đến mẫu tinh rồi. Cuối cùng chính là giải quyết hậu quả cụ thể rồi. Buổi chiều học viện Sở Nai Khắc, yên bình quá. Quá quá được, thằng nhóc gây chuyện không ở đây. Hờm, tin nhắn của ai, cái gì? Chào viện trưởng, em là Nam Huyền Vũ, bây giờ ở mẫu tình. Em và đồng đội đã thoát được và trở về rồi, hoàn thành bài kiểm tra. Nhưng vì bài kiểm tra của viện trưởng mà chúng em không thể nào không làm ra một chuyện vài chuyện sai trái. Tình hình cụ thể đặng bác sẽ nói cho cô. Trở về rồi, anh ta đang đợi cô ở trước tòa nhà giảng đường của học viện. Thuận tiện thì giải trừ cấm thuật, cấm chế anh ấy. Sao có thể được, thời gian không đúng, gọi lại cũng không thông. Thật sự là đặng bác, mấy đứa lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Người đâu, Lam Huyền Vũ bọn nó sao rồi? Anh là không đã ý thức được vấn đề ở đâu. Giải trừ cấm cố thuật cho đặng bác. Mấy tên nhóc khốn kiếp đều chết ở ngoài không gian rồi. Cậu nói cái gì? Cậu đồng ý với tôi thế nào hả? Mấy đứa nhóc đó là chí bảo của học viện chúng ta đấy. Này này, thả tôi xuống viện trưởng. Cô có nói đạo lý không vậy? Bọn nó biến tôi thành bộ dạng này, tôi nói là những lời giận dữ. Hả? Sau khi về văn phòng, đặng bác đã kể lại đầu đuôi sự tình. Kể lại cho anh là không, và đường Trấn Hoa lát sau được gọi đến. Tiểu đặng, không phải là cậu bịa đấy chứ? Tôi có thể bịa ra chuyện mất mặt như thế vậy à? Viện trưởng, sau này ngài đừng tìm tôi nữa. Dọa chết tôi rồi. Có điều bọn nó cũng không phạm phải sai lầm gì lớn, tại sao lại không dám về? Cái gì không phạm phải sai lầm lớn? Bọn nó làm thành như này, ngài định không trừng phạt bọn nó nữa hả? Thực ra vẫn tốt, hoàn toàn là bởi vì bài kiểm tra cuối kỳ mà thôi. Tôi, tùy các người, tôi phải về đây. Sau này đừng có mà tới tìm tôi giúp đỡ nữa. Cô thấy thế nào? Tôi ấy à? Đợi đánh mông bọn nó đi. Đúng rồi, chiến hạm của đường môn chúng tôi. Nơi dừng chiến hạm của đường môn sao có thể? Bị mấy đứa nó làm bốc hơi rồi, làm sao bọn nó lấy chiến hạm đi được? Cô quên rồi à? Thủ lão đã đưa nhẫn vận mệnh cho thằng nhóc đó rồi. Không, không phải chứ. Bọn nó thật sự làm ra chuyện này được à? Đích đến chuyến đi lần hai này của hai người là học viện hồn đạo sư Nhật Nguyệt Hoàng gia. Bọn họ muốn đến gặp người đó. Minh Đồ, chúng ta đến rồi. Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Chúng ta làm sao tìm được cô Nana? Lại không thể mở hồn đạo cụ truyền tin. Giao cho tớ, tớ có cách. Chú có biết đồng phục này hay không? Chú bảo vệ chúng cháu là năm nhất ngoại viện học viện Sở Nai Khắc. Chúng cháu muốn đến thách đấu học viện của học viện các chú, phiền chú thông báo một tiếng với lãnh đạo trường. Ây, học viện Sở Nai Khắc à, tôi lập tức đi liên hệ với phòng giảng dạy. Chủ nhiệm của phòng giảng dạy học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lập tức đến. Hai người được dẫn vào trong phòng giảng dạy, đồng thời được sắp xếp một trận đấu cọ sát 2-10. Tôi sẽ đi sắp xếp các em nghỉ ngơi trước đi. Vào thì vào rồi, nhưng tìm cô Nana thế nào đây? Không phải là dễ rồi sao? Lúc đánh thì ra đoàn công kích lớn, cô Nana sẽ lập tức cảm nhận được chúng ta. Cô Nana, các em đều cao lên rồi, sao các em lại đến đây?
Được nghỉ rồi nên đến thăm cô. Chúng em không thể nào dùng công cụ liên lạc, bịa ra lý do muốn thách đấu. Chủ nhiệm giảng dạy đã dẫn chúng em vào. Ta cảm nhận được khí tức của các em đã lập tức đến đây. Đợi đã, tinh thần của các em có vẻ hơi mệt mỏi. Cô Nana, sao cô lại ở đây? Bọn nó là đến để tìm tôi. Vẫn muốn thách đấu là để vào được học viện. Tìm được tôi rồi thì không cần phải thách đấu nữa. Ây đợi đã, tôi đã hẹn học viên rồi. Sao có thể tùy ý hủy bỏ cơ chứ? Các em được nghỉ mấy ngày, khoảng 15 ngày. Vậy thì đợi 10 ngày sau đi. Các em rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Ô Nana, chuyện này liên quan đến uy tín danh dự của học viện chúng ta. Vậy thì không cần thách đấu nữa. Bọn nó là học sinh của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đi thôi. Không, không cử động được. Cô ta vậy mà lại là cường giả thần cấp. Phải lập tức báo với viện trưởng. Ây, ba người đó đẹp quá. Hình như là học viên của Sử Lai Khắc. Học viên của học viện Sử Lai Khắc, tại sao lại đến trường chúng ta? Cô Nana, chào cô. Cô Nana, cô còn nhớ tôi không? Ngày cô vừa đến học viện chúng ta đã gặp nhau, không nhớ. Vậy thì làm quen lại nhé. Tôi tên là Lâm Thiên Đãi, là chủ nhiệm lớp 254. Tôi còn có chuyện. Chắc chú ấy là người theo đuổi cô. Tuổi còn nhỏ mà em đã biết thế nào là theo đuổi rồi à? Đương nhiên biết rồi, cô Nana đẹp như vậy, người theo đuổi chắc chắn là có nhiều lắm. Cô Nana đã từng có bạn trai chưa? Hình như có rồi, có điều đã hoàn toàn không nhớ gì nữa. Ký túc xá nhân viên của cô Nana. Đúng như phán đoán của Nana, hai người đã mệt phờ rồi. Vừa mới thả lỏng đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Mặc dù không thiếu tinh thần lực, thể lực, nhưng linh thức nội tại cực kỳ mệt mỏi. Ma hậu bái kiến chủ thượng. Đế thiên bái kiến chủ thượng. Xin chủ thượng thứ tội, ta không thể nào biến hình gặp gỡ. Các người là ai? Hồn ninh. Chủ thượng, ngài không biết ta sao? Hình như có hơi quen, ta không nhớ ra được. Các người biết ta là ai? Chủ thượng, ngài mất trí nhớ rồi. Chủ thượng, ngài đã từng là chúa tể của hồn thú nhất mạch chúng ta. Ta và ma hậu đều là hồn thú 10 vạn năm. Bởi vì thọ nguyên sắp đến nên mới lựa chọn hai đứa trẻ này để làm đối tượng nương tựa. Ngài đã mất tích từ 1 vạn năm trước. Không ngờ được chúng ta còn có thể gặp được ngài. Người nói ta cũng là hồn thú. Không, ngài sớm đã thoát khỏi phạm trù này. Ngài là thần Ngân Long Vương vĩ đại, đã từng lãnh đạo chúng ta phản kháng lại sự chèn ép của nhân loại, báo thù nhân loại đã từng chiếm đoạt quê hương của chúng ta. Ta là kẻ địch của nhân loại, nhưng bây giờ hồn thú đã có không gian sinh tồn của mình rồi. Đúng thế, đó chính là kết quả của sự nỗ lực của ngài. Chúng ta và nhân loại đạt được hiệp ước. Nhưng lúc đó ngài đã bị thương nặng không rõ tung tích. Không ngờ được vậy mà lại còn có thể gặp được ngài. Không đúng, hình như vẫn còn. Còn chuyện gì đó quan trọng lắm. Bị ta phớt lờ rồi. Chủ thượng, ngài sao thế? Đừng gọi ta là chủ thượng. Ta đã không còn là chủ thượng của các ngươi nữa rồi. Chỉ cần ta thử cố nhớ lại sẽ cực kỳ đau đầu. Ta chỉ muốn là một người bình thường. Chỉ muốn ở cùng mấy đứa trẻ này. Các ngươi cũng yên ổn làm hồn ninh của chúng đi. Rõ chủ thượng. Chủ thượng, chúng ta tuân theo ý chỉ của ngài. Ngài bảo trọng. Ngân Long Vương sao? Ta đã không còn thù hận gì nữa, cũng không còn ký ức. Ta chỉ là Nana. Ngân Long Vương gì đó có liên quan gì tới ta đây? Ngày thứ hai, hai người bắt đầu kỳ nghỉ cùng với Nana. Bọn họ cùng thưởng thức mỹ thực, cùng đi mua sắm, du lịch khắp nơi hưởng thụ phong cảnh đẹp. Đi vào giấc ngủ dưới sự vỗ về của cô Nana, giống như là một đứa trẻ bình thường. Cô Nana, tại sao chúng ta phải tu luyện? Sống cuộc sống như người bình thường không phải rất là vui vẻ hay sao? Không phải ban đầu em nói với cô, muốn bảo vệ người em muốn bảo vệ hay sao? Vâng, đúng thế. Vậy thì cô thì sao? Trước đây ta đã không nhớ nữa rồi. Bây giờ thì chính là vì bảo vệ các em. Có trở nên mạnh mẽ hay không thì đều không sao cả. Thực ra cho dù các em cố tu luyện hay không, cô đều sẽ bảo vệ các em. Không được. Đã lới lỏng 1 tuần rồi, tối nay bắt buộc là phải tu luyện. Cậu đố kỵ với tớ,
Đúng, ai bảo cậu ngày nào cũng chiếm lấy cô Nana, hơn nữa cũng sắp nhập học rồi. Được rồi, nghe theo cậu, bắt đầu minh tưởng đi. Trải qua một tuần nghỉ ngơi, đã minh tưởng lại, rất nhanh đã tiến vào trạng thái trầm tĩnh. Đây chính là minh tưởng theo chiều sâu lâu dài, không cấm kỵ. Gala lập tức ở rộng lòng phòng ngự, ngăn cách những dao động năng lượng khổng lồ mà Nam Hiên Vũ đã phát ra. Hai đứa đều trưởng thành không ít. Hai con rồng một vàng một bạc xông vào thức hải của mình. Bọn chúng đang đấu nhau, đều muốn bá chiếm thần thức hải của mình. Đau quá, không thể nào khống chế được cơ thể của bản thân. Thần thức hải đều đang bị chấn động đến sắp vỡ rồi. Hiên Vũ, thần thức hải của nó đang chịu xung kích cực lớn. Có điều đây là một quá trình dung hợp và lĩnh ngộ, mình cũng không thể nào ra tay can dự được. Bình tĩnh lại, mình phải tự giải quyết dựa vào bản thân. Đúng rồi, xoáy nước, dùng xoáy nước giải quyết vấn đề. Mặc dù mình không thể nào khống chế được hai con rồng này, nhưng mình có thể khống chế hải thủy. Cuộn trào lên, chuyển động cho ta. Xoay tròn đi. Tốt quá rồi, mình làm được rồi. Dùng hải thủy nhấn chìm hai con rồng này. Ảnh hưởng của bọn nó gây cho mình một ít rồi. Mình có thể khống chế cơ thể của mình rồi. Cuối cùng đã giải quyết được vấn đề. Chắc là vẫn phải dựa vào hào quang bảy sắc, dẫn dụ nó vào thần thức hải vậy. Dưới sự chiếu rọi của hào quang của bảo châu bảy sắc, cảm xúc của hai con rồng một bạc một vàng đã dần dần ổn định lại. Cuối cùng, hai con rồng đã tự nhiên lượn vòng quanh pháp châu, đồng thời mang theo toàn bộ hải thủy ở trong thần hải hình thành nên vòng xoáy ổn định. Tinh thần hải đã khôi phục lại sự yên bình dưới sự bao trùm của hào quang bảy sắc. Đột phá rồi, Hiên Vũ đã đột phá đến cảnh giới tinh thần rồi. Linh Nguyên Cảnh. Thật sự tốt quá rồi, Hiên Vũ tự mình giải quyết khó khăn, cuối cùng cũng đã đạt được Linh Nguyên Cảnh rồi. Cậu ấy thật sự là trưởng thành rồi. Thơm quá, tớ đói quá. Em tỉnh rồi à? Cậu giỏi minh tưởng thật đấy. Đã 2 ngày 2 đêm rồi, tớ ngủ lâu thế sao? Em vừa mới đột phá, muốn làm vững chắc cảnh giới thì cần thời gian. Thơm quá, Tú Tú, cậu đang nấu gì thế? Hầm cân bò. Tú Tú thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ, có thể cho tớ ăn một chút hay không? Lúc cậu xin tớ thì miệng ngọt sớt vậy. Tớ chỉ đang trần thuật lại một sự thực. Uầy, ngon quá, hạnh phúc quá đi. Cọ sát thi đấu mà lúc đầu các em nói đã đến rồi, vẫn phải hoàn thành. Chính là ngày mai, lên tinh thần lại cho các em trước khi khai giảng. Được ạ, nơi dạy học. Các em là niềm kiêu hãnh của học viện, 10 người đấu với 2 người. Không được vì đối phương là năm nhất mà coi thường bọn họ. Người các em phải đối mặt là thiên tài mũi nhọn của toàn liên bang. Ai vì sơ suất mà để bị thua trận đấu thì xem tôi xử lý em đó như thế nào. Vâng. Học viện Hồn Sơ, Nhật Nguyệt Hoàng Gia, võ trường biểu diễn. Cô Nana vất vả cho cô rồi. Chào các em, ta là viện trưởng của Học viện Hồn Sơ, đạo sư Nhật Nguyên Hoàng Gia. Diệu Lý Nầm, chào mừng các em đến với học viện. Chào viện trưởng, em là Nam Hiên Vũ, học sinh năm 1 của Học viện Sở Nai Khắc. Đây là bạn học của em Bạch Tú Tú, hai bên chuẩn bị. Hai đứa trẻ này đều là học sinh của cô sao? Thật sự là danh sư xuất cao đồ. Học sinh của học viện chúng ta cô tùy ý lựa chọn, có yêu cầu gì cứ nói ra. Sau này xem đi. Được, tôi lúc nào cũng đợi tin tức của cô. Vương Chiêm Hàng của học viện Nhật Nguyệt, tôi sẽ lập tức cho cậu biết. Thách đấu với năm cao hơn là quyết định sai lầm nhường nào, được chứ? Nhớ kỹ, đây là cọ sát, cẩn thận đừng làm quá mức.
trọng tài có tư cách tùy ý dừng trận đấu bất cứ lúc nào. Bắt đầu tiếp chiêu đi. Hồn kỹ vạn năm. Đánh định cứu châu. Giờ đất có một lực hút vô hình. Đây là một nhóm khống chế hồn kỹ. Đi. Thô bạo đơn giản như vậy sao? Tôi không tin chỉ dựa vào hồn lực năm nhất của cậu. Đau đầu quá. Vậy mà lại là tấn công bằng sức mạnh tinh thần. Linh nguyên cảnh tử cực ma đồng. Một băng kích đang bay đến. Không đúng, sao lại còn phun lửa? Băng kích đã lổ trước cơ thể của Vương Chiêm Hàng. Bao loại nguyên tố tương tác lẫn nhau ẩn giấu ở bên trong, xảy ra phản ứng kịch liệt. Không ổn. Cái gì, dùi băng đó lại có uy lực lớn đến thế sao? Được rồi, dừng tay. Vương Chiêm Hàng thua. Cảm ơn thầy. Thằng nhóc này trông thì dễ thương, ra tay cũng dã man thật. Ra tay quyết đoán, đủ độc. Trong chớp mắt đã nắm được thời cơ và điểm yếu của đối phương. Học viên của chúng ta thật sự là thiếu kinh nghiệm thực chiến chân chính. Học viện Sở Lai Khác Bạch Tú Tú xin chỉ giáo. Học viện Hồn Đạo Sơ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Băng Mộng Tuyết xin chỉ giáo. Bắt đầu. Băng Mộng Tuyết có võ hồn biến dị độc nhất vô nhị. Băng Tinh Năng Phụng. Băng Chiều. Băng Bạo Thuật. Phóng ra băng chiều. Nhanh quá. Xem ra bắt buộc là phải ra tay tàn nhẫn. Năng Phụng hợp mình. Cắt đất. Dừng. Đã nhường rồi. Sao lại thế được? Rõ ràng là có thực lực mà. Tại sao vẫn chưa phát huy ra đã thua rồi? Đó là vì bị đối phương áp chế không thể nào phát huy ra được. Đây chính là sự chênh lệch về bản chất. Cô Nana, có thể vừa đi vừa nói chuyện hay không? Theo cô thấy, học sinh của học viện chúng ta vấn đề nằm ở đâu thế? Không nắm được năng lực của bản thân và phát triển không đủ. Không sai, cô nói đúng. Ô Nana, tôi rất tán thưởng hai học sinh này của cô. Tôi muốn tặng cho hai đứa một chút quà. Cô thấy có tiện hay không? Quà? Đúng, một chút quà nhỏ. Là hợp kim đặc biệt, có đặc tính kim loại thần cấp. Là hợp kim mới nhất mà liên bang nghiên cứu được. Hầu như vĩnh viễn không bị mài mòn. Thậm chí còn có thể tự khôi phục lại. Thêm hợp kim này vào sẽ khiến cho phẩm chất của cơ giáp tăng mạnh. Tương lai có thể đảm bảo tốt hơn cho sự an toàn của mấy đứa. Liên bang cho tôi ít. Cho tôi một ít. Tôi muốn tặng cho hai đứa này mỗi đứa 10 cân. Bọn nó không thể gia nhập vào học viện Nhật Nguyệt được. Không cần bọn nó gia nhập. Đây chỉ là quà tặng bình thường mà thôi. 10 học sinh hôm nay, sau này mỗi tuần đều có thể theo tôi học một ngày. Cô ta vậy mà lại lập tức hiểu được ý đồ của mình. Cảm ơn cô. Đây thật sự quá tốt. Sau này cô chính là viện trưởng danh dự của học viện chúng tôi. Cô thấy có được không? Không cần đâu, tôi không cần danh hiệu gì cả. Được, đều nghe cô hết. Cô còn cần gì nữa không? Vậy tôi muốn một cơ giáp có thể bay vào tinh tế, có thể bay đường dài ấy. Diệu Lý Nầm không ngờ được Nana thật sự là sẽ đưa ra yêu cầu, lại còn là yêu cầu khó mà thực hiện được. Cô Nana, việc này chắc là được. Nhưng cô cần cho tôi chút thời gian. Không gấp, trong 2 năm có là được. Tôi có thể giúp ông thiết kế đấu khải, thứ tự coi như là chi phí đi. Không cần, cô chỉ cần dạy dỗ học sinh là được rồi. Vậy thì cứ như thế đi, cảm ơn. Tốt quá rồi, chỉ cần giúp cho học sinh, học viện giành được một cường giả thần cấp, thì cái giá này có tính là gì? Nếu như học viện của chúng ta có thể có một cường giả thần cấp như này chấn thủ, vậy thì chúng ta sẽ có vốn để so sánh với học viện Sử Lai Khác rồi. Trải qua 10 phút nghỉ ngơi, 30 phút nghỉ ngơi, trận thi đấu thứ 3 đã bắt đầu. Nam Cung Nạc Nạc của học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia. Nam Cung Y Nàng xin chỉ giáo. Vì hai học sinh này có sở trường là liên thủ tác chiến, vì thế có thể mời hai người tiến hành cọ sát 2-2 với nhau hay không? Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu. Sấm sét nhanh quá rồi. Cứ như là di chuyển trong chớp mắt. Hồn kỹ thứ nhất, Hoàng Kim Long Thể. Hồn kỹ thứ hai, Kim Long Bá Thể. Băng Chiều.
Xem xét vậy mà lại tách đôi sao? Bị tia chớp bên này lôi kéo qua đây rồi. Phát động năng lực Thiên Phú Thâm Nguyên Ma Long. Thiên Phú Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu. Lãnh vực thôn phệ. Không chỉ có tia chớp của mình, ngay cả sấm sét của anh trai cũng bị hút qua rồi. Như vậy sẽ hạn chế tốc độ của mình. Khó xử lý thật. Kim Nồng, Thăng Thiên, em trai quay lại. Hóa điện nhập lôi. Dung hợp. Cẩn thận, võ hồn dung hợp kỹ. Thâm Nguyên Ma Long Xà, bọn họ cũng có võ hồn dung hợp kỹ, mau ra tay. Lô điện giao phòng. Cẩn thận. Kia nào đang làm gì thế? Cậu ta muốn cố cứng tiếp chiêu này sao? Yên Vũ, cậu ấy đang dẫn điện đây, thế cũng được à? Sao có thể thế được? Lụi sơ vô cực, vô lực, giật chết tớ rồi. Thi đấu kết thúc, chỉ dựa vào thực lực tam hoàn mà lại tiếp được võ hồn dung hợp kỹ của hai tứ hoàn hồn sư. Rốt cuộc nào đã thi triển ma pháp gì? Cô Nana, có được 80% không? Cũng sắp được 80 rồi, tốt quá rồi. Bọn họ vừa nói chính là mức độ nắm vững nguyên tố. Nam Hiền Vũ lợi dụng hai nguyên tố gió và nước, bắt chước sự ma sát của mưa và mây sinh ra điện để dẫn sấm sét đi. Điều này cần phải hoàn thành khống chế các nguyên tố phức tạp trong chớp mắt mới có thể hoàn thành được. Nam Hiền Vũ muốn dưới chất xúc tác là áp lực, nâng cao sức mạnh điều khiển nguyên tố của bản thân. Không cần phải điều như vậy nữa đâu, tiến hành theo tuần tự là được. Không phải là có cô ở đây hay sao em mới yên tâm? Chỉ biết khoe tài thôi, còn không phải là để bảo vệ cậu hay sao? Để làm tăng thêm thiện cảm của cô Nana, Diệu Lý Tâm đã chủ động đưa ra kiến nghị. Vì trận thi đấu sau đó, đứa trẻ đó rốt cuộc sao mà làm được, không biết. Nhìn thấy chưa, đấy chính là sự chênh lệch giữa chúng ta và Sở Nai Khắc. Sau đó cô Nana đã dặn dò những điểm quan trọng trong tu luyện của hai người sau này, đồng thời đưa hợp kim của Lý Nâm và nói cách dùng cho hai người. Mới chào tạm biệt, trên đường trở về tớ phải suy nghĩ cẩn thận tiếp theo đây làm thế nào để dẫn dắt lớp của chúng ta ngày càng trở lên mạnh hơn. Cậu vẫn nên nghĩ làm thế nào để ứng phó với cơn thịnh nộ của học viện đi. Đúng rồi, còn có chuyện này nữa, cậu không nói thì tớ quên mất. Lúc này học viện Sở Nai Khắc, Lưu Phong và Tiền Nỗi đến rồi. Được, lập tức đón hai đứa trẻ này về cho tôi. Thầy, vâng. Nam Hiền Vũ, tên nhóc này vẫn chưa về. Bọn chúng về thì lập tức thông báo cho tôi. Người của đường môn vẫn còn đang đợi ở chỗ tôi đấy. Vâng. Quân các chủ hình như rất là không vui. Chuyện lần này náo loạn hơi lớn đấy. Cuối cùng cũng về rồi. Tớ mở máy nhé. Gọi cho thầy đường trước. Đồ khốn kiếp, có phải là em điên rồi không? Một kỳ thi cuối kỳ mà em cũng làm ra chuyện tày trời như vậy được. Thầy, em có làm gì đâu. Không làm gì. Em còn muốn làm gì, em ở đâu thế? Em về học viện rồi, đang ở trước khu giảng dạy. Cái gì đợi tôi? Tôi cùng em đến chỗ của anh Lạc Hồng. Còn nữa, gọi Thục Lão đến nữa đi. Ây, đương nhiên. Không cần, đường Chấn Hoa nhắc nhở. Nam Huyền vô cùng nhất định là sẽ gọi cho Thụ Lão. Tên nhóc, thối này. Thầy, quân tử động thủ, động khẩu không động thủ. Còn không động thủ. Em có biết là thầy bị bà già anh Lạc Hồng đó mắng không biết bao nhiêu lần rồi không? Em cẩn thận chút đi, lát nữa thành khẩn nhận sai. Đến lúc đó, thầy dẫn em đến nhận sai với người của đường môn nữa. Cố gắng giành điểm cộng của nội bộ cho em, giải quyết được vấn đề. Thầy, em xin lỗi, đã thầy lo lắng rồi. Nhớ kỹ, mức độ gây chuyện của em phải trong mức thầy có thể bảo vệ được thì mới được. Đi thôi, lên trên. Nếu lát nữa mà cô ta muốn đánh em thì để cho cô ta đánh hai phát, biết chưa? Văn phòng viện trưởng.
Chào viện trưởng. Ồ, về rồi à? Hỏng rồi, biểu cảm này. Ban đầu khi nặt mặt với cô ấy chính là dáng vẻ như này. Thầy, Lam Hiên Vũ về rồi. Xử lý nội bộ trước. Đợi đã, có nên nghe Hiên Vũ nói thế nào trước không? Có vấn đề, có hiểu nhầm thì có thể mắng nó, nhưng cũng không thể nào bỏ rơi chúng chứ. Ai bỏ rơi chúng, câm miệng tránh sang một bên. Ồ, mắng mình rồi, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Thầy, Đường tiền bối. Chiến hạm đâu? Ở đây. Viết một bản kiểm điểm sâu sắc. Đến đường môn nhận sai, 7 người các em đều phải viết. Học viện giữ các em lại xử phạt xem xét. Còn có lần sau khai trừ hết. Nghe thì rất là đáng sợ, thực ra lại tránh nặng tìm nhẹ. Tốt quá rồi, vẫn là bao che con cái. Chuyện lớn hóa nhỏ, xử lý xong cũng xong chuyện rồi. Đợi đã các chủ, em không thể giao chiến hạm. Chuyện này em thấy em không sai. Lam Hiên Vũ, em có biết là em đang nói gì không? Cho dù là tội phạm bị xử phạt cũng có cơ hội giải thích mà. Câm miệng. Em nói đi. Tốt nhất là em nên phát ngôn cẩn thận. Tôi lại muốn nghe xem em có lời ngụy biện gì. Thực sự không có vấn đề gì sao? Đứa trẻ này đến gần như thế lại có thể chống đỡ được uy áp cường giả thần cấp là mình. Lực tinh thần của nó linh nguyên cảnh. Nó mới bao nhiêu tuổi? Linh nguyên cảnh 13 tuổi. Chả trách Uông Thiên Vũ nói ra. Uông Thiên Vũ nói ra nói vào đều là vì bảo vệ đứa trẻ này. Tổ trưởng, chuyện trước đó tôi đại diện cho chúng tôi xin lỗi anh. Uông các chủ, Đường tiền bối, sự tình là như thế nào chắc hai người đã biết đại khái rồi. Nhưng điều không phải biết từ phía của 7 người chúng em. Tình hình có liên quan, em muốn nói rõ ra một lần nữa. Được, em nói đi. Phối hợp với tổ trưởng ứng cứu đồng đội của đường môn, chúng em đương nhiên rất là tình nguyện. Nhưng khi chúng em ở trong tình cảnh không xu dính túi, tổ trưởng lại đột nhiên rời đi. Còn nói với chúng em là nhiệm vụ thật sự là trong vòng 10 ngày phải quay về mẫu tình. Nhưng đây căn bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Đi phi thuyền cần 5 ngày, đi bộ đến chiến hạm cũng mất 3 ngày. Chúng em chỉ còn lại thời gian là 2 ngày để tìm đường trở về chiến hạm. Đề thi này nghe ra thì có chút không bình thường. Chắc là lão Uông cũng đã phát hiện ra rồi. Lúc đó chúng em làm gốc như lửa đốt, bất lực hoàn. Mấy bạn nữ thậm chí còn gấp đến mức sắp phát khóc. Chúng ta gấp đến mức khóc lúc nào nhỉ? Nhưng chúng em thà rằng liều mạng thở cũng không muốn bị học viện đào thải vì bài thi cuối cùng không đạt. Mặc dù nói tinh thần thì tốt, sau khoảng thời gian hoảng loạn ngắn ngủi, chúng em đã bình tĩnh lại, lập tức bắt tay vào tìm kiếm những chiến hạm hợp pháp có thể quay về mẫu tình. Vì thế chúng em tìm đến truyền linh tháp, nhưng nhanh nhất là 15 ngày sau bọn họ mới có thể có chiến hạm quay về. Cuối cùng chúng em nghĩ được một cách duy nhất, chính là lái chiến hạm của đường môn đã đưa chúng em đến đó. Nhưng chúng em cũng không biết chiến hạm còn có ở đó nữa hay không, chỉ đành đi mua những trang bị phòng hộ trước đó rồi tính tiếp. Không ngờ được tiệm trang bị đó lại là một tiệm ép mua ép bán lừa đảo. Chúng em vì tự bảo vệ bản thân mà không thể không ra tay. Sau đó tổ trưởng xuất hiện. Sau đó nữa thì các thầy đều biết rồi. Chúng em giữ vững niềm tin, trải qua vô số lần sống sót sau nguy hiểm. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng chúng em cũng may mắn thành công. Này này, mặc dù nói sự tình xảy ra không chênh lệch lắm, nhưng lúc đó không giống với những gì cậu nói. Lam Hiên Vũ, cậu đừng trách nặng tìm nhẹ. Tại sao lại không trộm chiến hạm của đường môn chúng tôi? Hả? Trộm chiến hạm? Chúng tôi trộm chiến hạm lúc nào? Cậu còn dám không thừa nhận chứng cứ xác thực? Thằng nhóc này đang làm trò gì? Chả nhẽ nó còn muốn nói dối nữa? Em nói mà, hình như là em hiểu rồi. Chả trách ai cũng đều tức giận như vậy. Em bị oan bởi vì em thấy tổ trưởng ra hiệu ánh mắt với người của đối phương. Em nghi ngờ tổ trưởng là gián điệp của đối phương, vì thế mới khống chế anh ta. Quân các chủ, Đường tiền bối, em không có chuyện gì thì trộm chiến hạm của đường môn làm gì? Em lại không ngốc, sao lại làm chuyện phá hoại tiền đồ của bản thân như vậy? Hơn nữa em cũng được coi là có tích chữ không nhỏ,
không thiếu huy chương ở ngoại viện mà. Quả thực là như vậy. Tổ trưởng, anh báo cáo như thế nào, chắc không phải là thật sự cho rằng tôi muốn trộm chiến hạm đấy chứ? Vậy tôi cũng không thể nào là gián điệp được. Đặng Bác yên lặng. Vậy tại sao em lại muốn mang chiến hạm đi? Đương nhiên là vì Đường Môn rồi. Trước giờ em chưa từng nghĩ lấy nó là của mình. Chúng em phải tìm chứng cứ trên chiến hạm. Nếu như tổ trưởng không phải là gián điệp thì chắc chắn là sẽ trả lại cho Đường Môn. Thầy vẫn luôn dạy dỗ chúng em, Đường Môn và Sử Lai Khắc là một thể, còn hướng em gia nhập Đường Môn. Hơn nữa, em làm như vậy là có suy nghĩ khác. Tổ trưởng đăng ký chiến hạm của chúng ta là chiến hạm hải tặc nhỉ? Nói cách khác, Linh Cầu Tội Ác không biết chiến hạm này thuộc về Đường Môn đúng chứ? Ừm, chúng ta có người làm nội gián ở Tinh Cầu Tội Ác, vậy phía chúng ta chắc chắn là cũng có gián điệp của đối phương. Quả thực là như vậy. Người của thiên đường tình chỗ nào cũng nhúng tay vào. Vì thế, nếu để cho những gián điệp phát hiện chiến hạm này là của Đường Môn, bọn họ sẽ biết những chuyện trước đó là do Đường Môn và Sử Lai Khắc gây ra. Vì thế, em thay Đường Môn giấu chiến hạm đi trước. Lẽ nào là em làm sai hay sao? Hình như là không có lỗi sai nào. Hơn nữa còn có công. Yên Vũ nghĩ rất chu toàn. Vậy thì cậu tắt máy làm gì? Không phải là vì bắt cóc tiền bối của Đường Môn hay sao, sợ bị mắng? Vốn muốn đợi mọi người bớt nguôi tức giận rồi nói sau, không ngờ được lại gây ra hiểu nhầm như này. Đứa trẻ này xuất sắc thật. Nếu đã là hiểu nhầm vậy thì bỏ đi, về trả lại chiến hạm là được rồi. Vâng. Đường Diểu, các cậu như vậy không đúng lắm nhỉ? Thụ Não, ngài đến đúng lúc quá. Mọi người đang làm gì? Bắt nạt người của học phái sinh mệnh ta sao? Ồ, Lam Huyền Vũ thì ra là người của học phái sinh mệnh sao? Cậu nhìn xem trên tay của nó đeo cái gì? Không có nhẫn vận mệnh, lấy cái gì đựng chiến hạm của các cậu? Cái gì? Nó lại là người thừa kế.